Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 86. Sư đệ, đoạn này thời gian ta không có ở đây, xem ra bỏ lỡ rất nhiều kịch hay. Tử Ngưng nhìn trước mặt Diệp Thần, kinh ngạc nói. Bây giờ nàng đột nhiên phát hiện trước mắt Diệp Thần có chút xa lạ. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, Diệp Thần thật lòng nguyện ý làm Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Sẽ hay không có chút khuất tài. Huyền Nguyệt Tông có vài trưởng lão đều là tạo hóa cảnh. Mà Diệp Thần làm đệ tử, lại thủ hạ chính là tạo hóa cảnh. Cái này quả thực có chút quỷ dị. Bất quá cũng may, Huyền Nguyệt Tông còn có Diệp Thần cảm thấy hứng thú đồ. Luân hồi huyền bia. Nếu như không có luân hồi huyền bia, Tử Ngưng thật không cách nào bảo đảm, Diệp Thần có nguyện ý hay không lại theo nàng hồi Huyền Nguyệt Tông. Sư tỷ, Huyền Nguyệt Tông ta tự nhiên phải đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không thể kéo dài được nữa. Tử Ngưng dài hô một hơi, có Diệp Thần bảo đảm, là đủ rồi. Nàng mới vừa muốn tiếp tục nói gì, đột nhiên phát giác cái gì, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi tới bên này liền hai người. Cái này hai người cho nàng cảm giác cực độ uy hiếp. Thậm chí một người trong đó, ngay lập tức gian là có thể đem nàng chém chết. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần giết bọn họ đệ tử tức giận? Tử Ngưng đến gần Diệp Thần, vừa định lấy ra kiếm lạnh lẽo, Diệp Thần nhưng là trước tiên trước một bước hướng hai người đi tới, chắp tay nói, thanh kiếm tiền bối. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới Vạn Kiếm Đế Cung lại người đến. Hơn nữa tới là thanh kiếm tiên tôn. Ban đầu hồn điện đánh một trận, nếu như không có thanh kiếm tiên tôn ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phần ân tình này hắn một mực nhớ. Chỉ bất quá sau đó Vạn Kiếm Đế Cung xảy ra chuyện, hắn liền lại cũng không có gặp qua thanh kiếm tiên tôn. Tử Ngưng sát ý thu liếm, hướng xa xa đi. Diệp Thần, người trước xử lý xong chuyện ngươi, Huyền Nguyệt Tông sự việc không gấp, ta về trước Huyền Nguyệt Tông. Quá lâu không tin tức, tông môn bên kia không dễ ăn nói, ta trước lau cho ngươi lau cái mông. Nàng biết, cái này hai vị cường giả tìm tới cửa, Huyền Nguyệt Tông sự việc sợ rằng phải gác lại. Diệp Thần sự việc, cuối cùng phải có người đi nói. Nàng phải chịu đựng ở tông môn áp lực. Cảm ơn sư tỷ. Diệp Thần nhìn Tử Ngưng đi xa phương hướng, yên lặng nhớ phần ân tình này. Tử Ngưng đối với hắn quá tốt. Phần này tốt, thậm chí liền hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng là bất kể như thế nào, chỉ cần hắn sống một ngày, tuyệt sẽ không để cho Tử Ngưng và Huyền Nguyệt Tông xảy ra chuyện. Cáo biệt Tử Ngưng, Diệp Thần và Vạn Kiếm Đế Cung hai người đi tới liền một nơi gian nhà. Gian nhà do trận pháp ngăn cách hết thảy hơi thở. Thanh kiếm tiên tôn mở miệng nói, Diệp Thần, bên người ta vị này là Vạn Kiếm Đế Cung băng xương kiếm thần. Nghe được kiếm thần, Diệp Thần hơi kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới loại cấp bậc này cường giả lại có thể biết chủ động đến tìm mình. Băng xương tiền bối, Diệp Thần nghiêm túc nói. Băng xương kiếm thần gật đầu một cái, nói đùa, Diệp Thần, người thật để cho chúng ta dễ tìm. Chúng ta từ Vạn Kiếm Đế Cung đi ra đã nhiều ngày, không phải trễ một bước. Chính là ở bên ngoài các loại. Ngươi mặt mũi cũng quá lớn. Diệp Thần lúng túng sờ một cái lỗ mũi, ta người này tương đối có thể dày vò. Băng xương kiếm thần cũng không muốn nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, lần này chúng ta đến tìm ngươi, hoàn toàn là vì Vạn Kiếm Đế Cung an nguy. Vạn Kiếm Đế Cung xảy ra chuyện đã vài ngày rồi, mặc dù không có hoàn toàn đánh tan, nhưng vậy đến sinh tử tồn vong đang lúc. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật xác định băng kiếm tiên tôn bây giờ ở Càn Khôn giết vực. Còn nữa, ngươi có nắm chắc hay không tìm được hắn? Ngươi là người thừa kế, theo lý mà nói, các ngươi bây giờ chắc có liên lạc, băng kiếm tiên tôn biến mất quá lâu, mặc dù gọi làm tiên tôn, nhưng là thiên phú khủng bố, nhiều năm như vậy, nếu như không có chết, thực lực tất nhiên bước vào đến linh võ đại lục đỉnh cấp. Hắn như ra tay, ta Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ tất nhiên có thể giải trừ. Càn Khôn giết vực quá lớn, chỗ sâu nhất nguy hiểm, ta cũng không dám vào đi. Diệp Thần trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nói, ta chỉ biết là sư tôn trước đây xảy ra chuyện, khốn tại Càn Khôn giết vực. Còn như lẫn nhau giữa cảm ứng, ta cũng không cách nào bảo đảm. Dẫu sao băng kiếm tiên tôn thần niệm đã biến mất. Băng xương kiếm thần nhướng mày một cái, có chút nhức đầu, hồi lâu mới nói. Vậy băng kiếm tiên tôn có hay không để lại cho ngươi thứ gì?
dẫu sao năm đó băng kiếm tiên tôn từng mang đi một kiểu đồ. Nếu như có vật này, vạn kiếm đế cung vậy còn có cơ hội. Diệp thần nhún vai một cái, nghiêm túc nói, băng kiếm tiên tôn không có để lại bất kỳ đồ, chỉ để lại một câu nói. Nói cái gì? Băng xương kiếm thần nghiêm túc nói. Nếu như trong lời nói cất giấu bí mật gì, vậy nói không chừng vạn kiếm đế cung còn có chuyển cơ. Để cho ta bảo vệ vạn kiếm đế cung. Ta nguyện ý theo hai vị tiền bối đi vạn kiếm đế cung. Diệp thần nghiêm túc nói. Nghe được Diệp thần mà nói, băng xương kiếm thần cuối cùng vẫn là có chút thất vọng. Hắn đúng là coi trọng Diệp thần, nhưng là bây giờ Diệp thần trưởng thành quá chậm. Nếu như trăm năm sau Diệp thần, nói không chừng thật có thời gian và những tên kia chống lại. Nhưng là bây giờ, căn bản không được. Ngay tại lúc này, thanh kiếm tiên tôn mở miệng nói, kiếm thần, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Chúng ta là tới mời Diệp thần rời núi, băng kiếm tiên tôn nếu để cho Diệp thần bảo vệ vạn kiếm đế cung, tự nhiên có lý do của hắn. Chúng ta không ngại liền mang Diệp thần cùng chung đi, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Băng xương kiếm thần gật đầu một cái, đứng lên, ném một khối ngọc bội, Diệp thần, vậy thì phiền toái ngươi. Ngươi mới vừa từ trong bí cảnh đi ra, hẳn cần nghỉ ngơi, không thích hợp lập tức đi đường. Ngươi ngay tại này nghỉ ngơi mấy ngày, xử lý một chút sự việc, cùng trạng thái khôi phục lại dựa theo trên ngọc bội tin tức tới vạn kiếm đế cung đi. Ta ở bên ngoài quá lâu, vậy cần phải trở về. Thanh kiếm, ngươi vậy đừng lưu lại. Đi một chuyến Linh Ma Cốc, đi xem vị kia có hay không xuất quan, hắn như ra tay, ta vạn kiếm đế cung hẳn có thể khá hơn một chút. Băng xương kiếm thần mặc dù coi trọng Diệp thần, nhưng là dưới mắt, hắn phát hiện Diệp thần có thể phát huy quá thiếu. Hắn trước khi tới cũng làm chuẩn bị xấu nhất, nếu như Linh Ma Cốc vị kia tỉnh lại, bằng vào đối phương đã từng thiếu vạn kiếm đế cung một phần tình, hẳn có thể chậm tách ra nguy cơ. Vạn kiếm đế cung hai người cuối cùng vẫn là rời đi. Diệp thần ở băng xương kiếm thần trong con người thấy được thất vọng. Bất quá hắn vậy không nói gì, dẫu sao hắn thực lực và hai người chênh lệch vẫn là to lớn. Bất quá tay hắn cầm luân hồi mộ địa cùng với quá nhiều lá bài tẩy, nếu quả thật phải ra tay, nói không chừng thật có thể giúp cái gì. Diệp thần ngồi xếp bằng, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, hắn đang suy tư, đi trước Huyền Nguyệt Tông cầm luân hồi huyền bia. Hay là trực tiếp đi vạn kiếm đế cung. Hắn linh thức nhìn lướt qua luân hồi mộ địa, cái đó mộ bia lại lâm vào yên lặng. Đột nhiên, hắn chú ý tới cái gì? Mộ bia trên, lại đứng thẳng một cái nhẫn chữ vật. Cái này nhẫn chữ vật là Trần Linh cho hắn. Hắn lúc ấy vậy không có để ý. Bây giờ làm sao chạy đến đại năng mộ bia trên? Diệp thần đưa tay ra vừa định đi lấy, mộ bia bên trong lại vang lên đã lâu thanh âm. Chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Ta ra tay giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề, cái này nhẫn chữ vật, ngươi cho ta. Nói cách khác, chờ ngươi tìm được ta thân phận thật sự, đem cái này nhẫn chữ vật, cho ta thân phận thật sự. Diệp thần hơi ngẩn ra, hắn có thể từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được nhẫn chữ vật tầm quan trọng. Chẳng lẽ Trần Linh cho hắn đồ, giá trị khủng bố? Diệp thần do dự mấy giây. Vẫn là nói, còn không biết thân phận chân thực của ngươi là cái gì. Lời nói rơi xuống, mộ bia ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện ở Diệp thần trước mặt. Là một người đàn ông, rất trẻ tuổi, quanh thân tản ra cực kỳ uy thế kinh khủng. Để cho người nhìn mà sợ. Ta vốn không muốn nói cho ta ngươi thân phận, bởi vì ở ta trong mắt, ngươi không xứng. Bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Không quá ta tên chữ, ta không sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta là ngự thú linh thần. Ngự thú linh thần. Diệp thần nghe được cái này bốn chữ, quả thực rung động một cái. Danh hiệu bên trong dám mang thần chữ, tuyệt đối khủng bố. Ngự thú linh thần gặp Diệp thần còn chưa phản ứng kịp liền nói, ta chỉ cần cái đó nhẫn chữ vật. Sau đó, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ, thậm chí ở thời khắc mấu chốt ra tay. Diệp thần do dự mấy giây, suy nghĩ một chút cái này nhẫn chữ vật đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có dùng, nếu như có thể cho ngự thú linh thần, ngược lại cũng không tệ. Hắn vừa định đáp ứng, ấn đường đột nhiên truyền tới một hồi đau nhói cảm giác. U làm ánh sáng lóe lên. Một đạo giống như đến từ cửu U thanh âm vang lên.
Thằng nhóc, ngươi đem điều này nhẫn chữ vật cho ta. Người khác đừng hòng động ngươi, cửu u do ngươi hiệu lệnh. Ác ma mắt vậy lên tiếng. Giờ khắc này, Diệp Thần bối rối. Hắn chân thực không nghĩ ra, ác ma mắt lại và ngự thú linh thần cùng cướp cái này nhẫn chữ vật. Cái này Trần Linh cho hắn nhẫn chữ vật rốt cuộc lai lịch ra sao à? Ngự thú linh thần tuyệt đối không nghĩ tới có người sẽ ngăn trở, hừ lạnh một tiếng, tà môn ngoại đạo, ngươi có cái gì tư cách dành với ta? Hơn nữa, ta bản thể bị kẹt, mà ngươi liền bản thể cũng không có. Ác ma mắt chút nào không kém, như ta có bản thể, ta chỉ một cái là được tiêu diệt ngươi. Ta cho dù là ma, nhưng là vậy từng đối thiên đạo xuất thủ ma. Thiên đạo cũng đối với ta sợ hãi, một mình ngươi chính là thần niệm, có cái gì tư cách nói chuyện với ta? Ngự thú linh thần hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần mi tâm tồn tại, lại như vậy khủng bố. Dám đối thiên đạo ra tay, thật là cấp bậc gì cường giả. Bất quá ngự thú linh thần cũng không xác định đối phương là không phải cố ý hoành hoang chấn nhiếp mình. Bất kể như thế nào, vật này thà hủy diệt, cũng không thể để cho tà môn ngoại đạo thuận lợi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, nói thẳng, Diệp Thần, chỉ cần ngươi không đem cái này nhẫn chữ vật giao cho vậy ma, ta giúp ngươi. Ác ma mắt hiển nhiên cũng là đối với ngự thú linh thần khó chịu, nói, thằng nhóc, chỉ cần ngươi không đem nhẫn chữ vật giao cho cái này con kiến hôi, ta như thường ra tay giúp ngươi. Ngươi là ta chọn người, người bất kỳ cũng không có tư cách động ngươi. Diệp Thần coi như là phục, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái lớn có thể lại vì một cái nhẫn chữ vật tranh. Mấu chốt Diệp Thần liền một câu nói như vậy không nói, khó hiểu được rất nhiều chỗ tốt à. Bất quá Diệp Thần từ trong cũng nhận được một cái tin tức trọng yếu. Ác ma mắt đã từng đối thiên đạo ra tay, thậm chí cả thiên đạo đều phải sợ hãi. Cái này ác ma mắt rốt cuộc lai lịch ra sao? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, yên lặng thu cất nhẫn chữ vật. Liền lui ra ngoài. Hắn thật là tò mò, Trần Linh cho hắn nhẫn chữ vật, rốt cuộc là lai lịch gì? Xem ra còn muốn đi một chuyến Thiên Linh đảo, coi như không là Trần Linh, cũng vì cái đó hắn đáp ứng Linh Hoàng nhất tộc cam kết. Diệp Thần, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Lương Tuyết Nguyệt gặp Diệp Thần rốt cuộc đi ra, liền mở miệng nói. Bây giờ Kỳ Lâm không có tỉnh lại, nàng nhất định là muốn đi theo Diệp Thần. Bên ngoài gió lạnh từng cơn, trên đầu nàng 3000 sợi tóc bay lượn. Đi một tòa hòn đảo. Chỗ này đã không thể lại tiếp tục đợi tiếp, huyết hồn điện đại quân, sớm muộn có một ngày sẽ tự yêu thánh bí cảnh bên trong đi ra. Thiên Linh đảo mặt trên còn có Linh Hoàng tộc cường giả, hắn không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Được, ta đi theo ngươi cùng đi. Lương Tuyết Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt. Vốn là hắn lấy là... Yêu thánh bí cảnh sau đó, Lương Tuyết Nguyệt liền sẽ rời đi. Làm sao không muốn? Lương Tuyết Nguyệt tàn bạo nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần khóc cười một tiếng, sau đó mở miệng cười nói, không có, ngươi như vậy một cái đại mỹ nữ đi theo, tự nhiên tình nguyện. Yêu thánh bí cảnh một nhóm, Lương Tuyết Nguyệt thực lực đã đạt tới hợp đạo cảnh tầng 7 thiên. Đối với Diệp Thần mà nói, cũng là một lớn trợ lực. Đoàn người rất nhanh sẽ đến Thiên Linh đảo. Ở phía trên đảo, Diệp Thần tìm được một nơi, trước hết để cho sát tông đệ tử ở nơi này chờ. Liên quan tới Linh Hoàng tộc sự việc, tự nhiên vượt ít người biết càng tốt. Lần này Diệp Thần chỉ mang Ngưu lão, để cho Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân lưu lại trấn giữ, để ngừa vạn nhất. Diệp Thần và Ngưu lão hai người đi tới trong thành, quyết định trước hỏi dò một chút tin tức. Hai người tìm được một nơi quán rượu, ở vắng vẻ xó xỉnh ngồi xuống. Quán rượu người ở bên trong cũng không phải là rất nhiều, bất quá là một cái hỏi dò tình báo địa phương tốt. Chung quanh võ giả, vừa nói gần đây sự tình phát sinh. Để cho Diệp Thần cảm thấy hứng thú là, trước đoạn thời gian Thiên Linh đảo xuất hiện một thế lực, dị thường thần bí, nhưng là nghe nói bên trong có so cường giả tạo hóa cảnh còn kinh khủng hơn tồn tại chấn giữ. Diệp Thần chân mày thượng thiêu, sợ rằng xuất hiện thế lực thần bí, đúng lúc là Linh Hoàng tộc. Ban đầu Diệp Thần đã từng và Linh Hoàng tộc vị kia nói qua, nếu như phải rời khỏi, đi ngay tìm Trần gia. Phong ấn bị phá, bí cảnh chuyện, sợ rằng đối với Linh Hoàng tộc ảnh hưởng lớn nhất. Bọn họ không thể nào lại đứng ở đó. Mặc dù ban đầu Diệp Thần nói cho bọn họ đi Trần gia, bất quá bọn họ thủy chung là yêu tộc,
và tộc người đứng đầu thế lực có thù oán. Có thể tận lực không tiếp xúc tộc người tốt nhất. Vốn là Diệp Thần dò thăm tin tức cũng đã chuẩn bị rời đi, nhưng mà nghe được võ giả nói Trần Linh sắp bị giết. Diệp Thần nhướng mày một cái, một cổ tức giận cuộn sạch, bất quá rất tốt ẩn núp. Nhắc tới, Trần Linh tiểu thư cũng là đáng thương, vốn là có một người hợp đạo cảnh con rối, có thể tại Thiên Linh đảo, trở thành vô số người ngửa mặt trông lên tồn tại. Đáng tiếc Trần gia những cái kia lão bất tử, muốn hợp đạo cảnh con rối, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cho hoàn toàn khống chế được. Thế cục kia không có duy trì quá lâu, ai? Khả năng này chính là mệnh đi. Trần gia một ít chuyện tình, Diệp Thần đại khái nghe rõ ràng, toàn bộ người sát khí trên người, lại cũng không khống chế được bộc phát ra. Oanh! Toàn bộ quán rượu bàn ầm ầm nổ, quán rượu lảo đảo muốn rơi xuống. Đây cũng là Diệp Thần khống chế nguyên nhân, nếu không cái quán rượu này, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Thằng nhóc thúi, ngươi muốn làm gì? Lúc này một người võ giả vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Thần. Nhưng mà đến hắn thấy Diệp Thần hung ác ánh mắt, hù được một câu lời cũng không dám nói nhiều. Ngưu lão, theo ta đi Trần gia. Hắn đến muốn xem, ai dám động Trần Linh, bỏ mặc như thế nào, động bạn hắn tất giết liền. Hai người tốc độ, đến Trần gia căn bản không cần thời gian bao lâu. Diệp Thần và Ngưu lão hai người, đứng ở Trần gia cửa trước mặt. Các ngươi hai cái cút nhanh lên, nơi này không phải các ngươi có thể đợi địa phương. Gần đây đoạn này thời gian, Trần gia tại Thiên Linh đảo địa vị, nước lên thuyền lên, trừ gần đây mới nhô ra thế lực, đã không có người có thể uy hiếp được Trần gia. Trần gia hộ vệ tự nhiên mắt cao hơn đầu. Diệp Thần nhướng mày một cái, sau đó hai bàn tay trực tiếp quất tới. Bót bót bót, hai bàn tay đi xuống, Diệp Thần trực tiếp cầm hai tên hộ vệ quất bay. Ở quất bay ngay tức thì, giơ chân lên, trực tiếp đá vào trên cửa mặt. Phịch, một cước đi xuống, cửa chia năm xẻ bảy. Là ai dám ở chúng ta Trần gia cản rỡ? Lúc này Trần trong nhà truyền tới một tiếng giống giận. Một cái to lớn người đàn ông, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn một cái người đến, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Trần Linh phụ thân, Trần Quý. Làm Trần Quý nhìn người tới đầu tiên nhìn, cả người trên mặt toát ra một chút sợ hãi thần sắc. Trước mắt người đến, hắn quá rõ. Người đàn ông này hắn trở về. Ban đầu Trần gia có thể trở thành bây giờ gia tộc lớn, toàn bộ đều là bởi vì là trước mắt người đàn ông. Diệp đại nhân, người trở về làm sao cũng không thông báo một tiếng. Giờ phút này Trần Quý trên mặt lau một cái thần sắc ưu sầu, và nụ cười khổ sở. Nhìn Diệp Thần người tới dáng vẻ không tốt, hắn cũng đã đoán nghĩ tới chuyện gì tình. Lần này Diệp Thần sợ rằng là Trần Linh tới. Trần Quý, ta bây giờ không muốn nói nhảm, nói cho ta Trần Linh ở nơi nào. Cho dù là Trần Linh phụ thân, Diệp Thần căn bản không cho cái gì sắc mặt tốt. Diệp đại nhân, chuyện này và bên ngoài nói không giống nhau, chúng ta Trần gia cũng là không có cách nào. Nếu như có thể, Trần Quý vậy nguyện ý cứu con gái mình. Diệp Thần không nói gì, yên tĩnh chờ nghe tiếp. Từ Trần Hiểu Hiểu rời khỏi gia tộc sau này, không biết dùng thủ đoạn gì, dụ dỗ một vị thế lực công tử. Bọn họ thế lực, chúng ta Trần gia căn bản không phải đối thủ. Đại nhân, người có chạy không, bọn họ nhưng mà có nửa bước tạo hóa cảnh đứng đầu thần quân. Diệp Thần cười không nói, một cái nửa bước tạo hóa người mà thôi, hắn còn thật không có coi ra gì. Dù là không có Ngưu lão bọn họ, Diệp Thần tự mình một người cũng sẽ không sợ. Chuyện này, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ, đứng đầu thần quân mà thôi, không đáng để lo. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, sau đó cả người nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Hiểu Hiểu cút ra đây cho bố. Một câu nói toàn bộ Trần gia đất rung núi chuyển, tựa như tùy thời sụp đổ vậy. Ở Trần gia một mảnh đất trong tù mặt, Trần Linh rúc lại u ám trong ngục dưới lòng đất mặt, cả người vết thương chồng chất. Làm nàng nghe gặp thanh âm bên ngoài, một đôi mắt đổi được sáng lên. Cái đó thần người đàn ông giống vậy, hắn trở về. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Trần Hiểu Hiểu mang về người đàn ông, thế lực quá mức khổng lồ. Diệp Thần một người tại sao có thể là đứng đầu thần quân đối thủ? Nàng tâm loạn như ma,
hy vọng Diệp Thần không cần để ý nàng, mau rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần mà nói, để cho tất cả người Trần gia đều nghe rõ ràng. Giờ khắc này, Diệp Thần và Ngưu lão ở ngay cửa yên tĩnh chờ đợi. Dám đả thương bạn hắn, không có người có thể còn sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ phút này Trần Hiểu Hiểu đi ra, bên cạnh nàng còn đi theo một người nam tử. Nam tử người mặc màu vàng áo khoác, cả người tràn đầy cao quý kiêu ngạo, khi thấy Diệp Thần chỉ có hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên thời điểm, khóe miệng toát ra một tia nụ cười khinh thường. Một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới, tiện tay đều có thể tiêu diệt. Trần Hiểu Hiểu thấy Diệp Thần đầu tiên nhìn, toát ra oán độc thần sắc, trong nội tâm còn có một món sợ hãi. Một cái hỗn nguyên cảnh con kiến hôi cũng dám ầm ĩ, quỳ xuống dập đầu, bổn thiếu gia tâm tình tốt, nói không chừng có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Trần Hiểu Hiểu ở một bên, một cái tay kéo ngựa thương tay, cả người nằm ở trên ngực của hắn mặt, làm ra một bộ thân mật tư thái. Trần gia động tĩnh, đã đưa tới vô số võ giả vây xem, bọn họ tránh trong bóng tối, nhìn một tràng kịch hay. Diệp Thần đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ đều biết, ban đầu một người tiêu diệt Thiên Linh đảo bá chủ. Mã Thương Canh không cần nhiều lời, một người nửa bước cường giả tạo hóa cảnh nhi tử, đủ để cho Thiên Linh đảo người bất kỳ ngửa mặt trông lên. Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, đối mặt Mã Thương ầm ĩ, không nói câu nào. Hợp đạo cảnh tầng 2 thiên giác dưới, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu ầm ĩ. Diệp Thần trong cơ thể linh khí phun trào, sau đó một cái tát lên đã qua. Một tát này Mã Thương vốn là muốn né tránh, nhưng mà hắn phát hiện mình hơi thở hoàn toàn bị phong tỏa. Căn bản nhúc nhích không được. Bót! Một cái tát đi xuống, Mã Thương cả người ngã xuống đất, phần nửa bên phải mặt sưng lên thật cao, khóe miệng bên trong tràn ra máu loãng. Tình cảnh nhất thời bây giờ yên lặng như tờ. Hợp đạo cảnh tầng 2 thiên bị hỗn nguyên cảnh tát một cái, điều này sao có thể? Núp trong bóng tối người, hoàn toàn mơ hồ. Mã Thương sắc mặt âm trầm, hắn hợp đạo cảnh bị hỗn nguyên cảnh tát một cái, thật là vô cùng nhục nhã. Trần Hiểu Hiểu thấy một màn này, cả người đổi được sững sờ, cuống quýt đi tới Mã Thương bên người, muốn đỡ dậy. Cút, gái điếm thúi. Mã Thương đấm một cái vào Trần Hiểu Hiểu trên gương mặt mặt, sau đó mình đứng lên, một mặt tàn bạo nhìn Diệp Thần. Hắn cầm ra một thanh kiếm, cả người bay về phía Diệp Thần, hướng về phía Diệp Thần một kiếm lướt đi. Diệp Thần gặp biến không sợ hãi, ở cách Mã Thương chỉ có 10 cm thời điểm, giơ chân lên một chân đạp đi ra ngoài. Phốc suy, một chân đạp ở Mã Thương bụng, chỉ gặp hắn cả người bay rớt ra ngoài, té rơi trên mặt đất. Lúc này người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần hỗn nguyên cảnh còn ăn hiếp Mã Thương hợp đạo cảnh. Mã Thương làm người phách lối, bất quá có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh vậy không phải người ngu. Mới vừa rồi Diệp Thần một cước, để cho hắn cảm giác được không thể địch nổi cảm giác. Nếu như Diệp Thần thật muốn giết hắn, sợ rằng đã là một người chết. Ngươi thực lực thật là không tệ, nhưng là ta phụ thân nhưng mà nửa bước tạo hóa tồn tại, ngươi như giết ta mà nói, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Mã Thương biết, đánh tiếp nữa, hắn chỉ bất quá tự rước lấy. Ngươi phụ thân là thứ gì? Diệp Thần một câu nói, để cho chung quanh núp trong bóng tối võ giả, hoàn toàn đưa tới sóng to gió lớn. Mã Thương phụ thân nhưng mà vô hạn đến gần tiên tôn cấp cường giả khác. Chẳng lẽ Diệp Thần chiến lực, có thể ngược giết tiên tôn? Đùa gì thế? Tất cả mọi người cảm giác là một chuyện tiếu lâm, đứng đầu thần quân cũng không phải là hỗn nguyên cảnh tầng 2 thiên có thể so sánh. Hai người bây giờ khác xa lắc xa lơ. Mã Thương sắc mặt hoàn toàn tối. Trước kia hắn dọn ra mình phụ thân danh tiếng, hơn nhiều ít thiếu cũng sẽ bán một ít mặt mũi. Cho ngươi cái cơ hội, cầm ngươi phụ thân kêu đến. Ta ở chỗ này chờ. Lần này, Diệp Thần dự định làm một mẻ, khỏe suốt đời, hắn có thể không có ở đây, trễ nãi ở chỗ này. Mã Thương biết, ngày hôm nay chuyện này đã không phải là hắn có thể giải quyết. Hắn cầm ra một quả phù ấn trực tiếp bóp vỡ, muốn không được bao lâu. Phụ thân hắn liền sẽ chạy tới. Toàn bộ Trần gia thở mạnh cũng không dám một hớp, tất cả mọi người đều đang đợi. Tại Thiên Linh đảo nửa bước tạo hóa đứng đầu thần quân, hoàn toàn chính là thần giống vậy tồn tại.
Thời gian từng giờ từng phút đã qua, 10 phút trôi qua, mọi người đột nhiên cảm nhận được một cổ nặng nề hơi thở. Để cho tất cả võ giả đều cảm giác một hồi kiềm chế, ở Mã Thương trước mặt, xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người này chính là Mã Thành Hải, ở La Sát Biển làm mưa làm gió, một mực đánh cướp vùng biển võ giả. Ở La Sát Biển, cường giả không hề nhiều, hắn một người đứng đầu thần quân, đủ tiêu diêu tự tại. Mã Thành Hải xuất hiện trong nháy mắt, nhìn một cái bốn phía cũng biết tình huống gì. Phụ thân, người nhất định phải làm chủ cho ta. Lúc này Mã Thương đứng lên, đi tới mình trước mặt cha. Mã Thành Hải vừa xuất hiện, lá gan của hắn cũng chỉ lớn. Ở La Sát Biển có thể uy hiếp hắn phụ thân tồn tại, không có mấy người. Người này, căn bản không có cầm ngươi coi ra gì. Mã Thương chỉ Diệp Thần, trong mắt tràn đầy phách lối thần sắc. Mã Thành Hải lúc này không nói gì, ngược lại nhìn một cái Diệp Thần sau lưng Nưu Lão, cả người nhướng mày một cái. Các hạ, không biết là người nào, như có cái gì chỗ đắc tội có thể nói ra, Mã Mỗ ở chỗ này nhất định bồi thường. Mã Thành Hải mà nói, hoàn toàn để cho mọi người cho kinh hãi. Đây ý là đối với Diệp Thần nhượng bộ. Ngươi nhi tử dám cầm bạn ta nhốt vào trong ngục dưới lòng đất mặt, phế bỏ hắn đan điền, chém đứt hai tay, chuyện này coi như đã qua. Diệp Thần đối mặt Mã Thành Hải, trên mặt căn bản không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Các hạ, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút lấn hiếp người quá đáng? Mã Thành Hải giờ phút này một mặt âm trầm thần sắc, nhìn Diệp Thần. Để cho hắn nhi tử tự phế đan điền, chém đứt hai cánh tay, và trở thành một cái phế nhân có cái gì khác biệt? Hắn coi như cái này một cái nhi tử. Ta lấn hiếp người quá đáng thì như thế nào? Diệp Thần một câu nói, phách lối bá đạo. Ở cái thế giới này, chỉ cần ngươi thực lực mạnh, không người biết nói ngươi. Mã Thành Hải sắc mặt, hoàn toàn đổi được ảm đạm xuống, nhiều ít năm hết Tết đến cũng không ai dám như vậy khiêu khích uy nghiêm của hắn. Ta đây muốn xem, các hạ có cái gì tư cách phách lối. Vốn là Mã Thành Hải cố kỵ Diệp Thần sau lưng ông già, bây giờ đều đã khi dễ đến hắn trên đầu. Nếu như lại cố kỵ nói, ai còn sẽ đem hắn coi ra gì. Mã Thành Hải khí thế của cả người bộc phát ra, bỗng nhiên bay về phía Diệp Thần, cầm chặt quả đấm xông về Diệp Thần. Đứng đầu thần quân thanh thế thật lớn, nhưng mà Diệp Thần đứng, không nhúc nhích chút nào. Ở xa xa Trần Hiểu Hiểu và Mã Thương, thấy một màn này, một mặt thần sắc hưng phấn. Đứng đầu thần quân ra tay, Diệp Thần như thế nào có thể đủ ngăn cản. Ở Mã Thành Hải khoảng cách Diệp Thần chỉ còn lại 10 cm thời điểm, Nưu Lão đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, sau đó nhẹ bỗng nâng lên một cái tay. Thiếu chủ, có vài người không xứng bẩn tay ngươi. Phịch, một cái tát bỗng nhiên rơi xuống, như vậy mà một màn kế tiếp tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mã Thành Hải giống như chó chết như nhau, trên người khí thế xem quả cầu ra xì hơi như nhau, ầm ầm ngã xuống đất. Nhất khích người bị thương nặng. Mã Thành Hải nằm trên đất, khóe miệng khạc ra máu loáng, ánh mắt sợ hãi nhìn Nưu Lão. Có thể nhất kích trong nháy mắt giết hắn, tuyệt đối là tạo hóa cảnh cường giả. Vậy chỉ có cường giả tạo hóa cảnh, mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại đứng đầu thần quân. Mã Thành Hải cả người sắc mặt đại biến, cường giả tạo hóa cảnh trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có. Mã Thương một mặt sát trắng, phụ thân hắn lại một chiêu liền bại, làm sao có thể. Lần này hắn rõ ràng, mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Bây giờ ngươi cho rằng ta có hay không tư cách? Diệp Thần mà nói, để cho Mã Thành Hải khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Đại nhân, xem ở khuyển tử còn tấm bé bị yêu nữ đầu độc, có thể hay không thả hắn một lần? Mã Thành Hải mặt đầy khẩn cầu thần sắc, bỏ mặc nói thế nào, hắn là một cái như vậy nhi tử. Diệp Thần nhìn hắn, cũng không nói lời nào, một mặt suy tính thần sắc. Muốn ta thả hắn một lần, vậy không phải là không thể, chỉ bất quá ngươi cần thần phục ta. Diệp Thần nếu muốn thành lập thế lực, cường giả là không thể thiếu được. Mã Thành Hải đứng đầu thần quân thực lực, đáng hắn thu phục. Như nếu không, Diệp Thần cũng sớm đã để cho Nưu Lão cầm hắn đập chết. Mã Thành Hải toát ra một tia thần sắc khó khăn, nếu là trở thành đừng thủ hạ của ngươi. Đến lúc đó hắn muốn tiêu diêu tự tại nói, sợ rằng căn bản không có thể.
Ngưu lão. Diệp thần nhướng mày một cái trực tiếp mở miệng. Lúc này Ngưu lão đứng ở Diệp thần trước mặt, cả thân khí thế đè hướng Mã Thành Hải. Ngưu lão trên mình một cổ sát ý bộc phát ra. Đừng, đừng, ta nguyện ý thần phục. Lúc này Mã Thành Hải vội vàng mở miệng, cảm nhận được Ngưu lão sát khí trên người, hù được cả người run rẩy. Ai cũng không muốn chết, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Buông ra ngươi trong đầu thần niệm. Diệp thần mấy ngày nay từ yêu thánh bên trong truyền thừa, biết một cái bí pháp, có thể một niệm khống chế người khác sống chết. Nếu không Diệp thần cũng sẽ không suy nghĩ thu phục Mã Thành Hải. Có Ngưu lão ở bên cạnh, hắn cũng không sợ Mã Thành Hải dám dùng lừa gạt. Mã Thành Hải đàng hoàng buông ra trong đầu thần niệm, Diệp thần phân ra một món thần niệm, tiến vào hắn trong đầu. Diệp thần có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động liền có thể tiêu diệt Mã Thành Hải. Bây giờ Mã Thành Hải sống chết, toàn ở hắn nắm trong tay bên trong. Đại nhân, người xem nhi tử ta. Bây giờ Mã Thành Hải nội tâm đều có một loại sắp khóc cảm giác. Vốn là hắn suy nghĩ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đến lúc đó tìm một cái cơ hội đường chạy liền có thể, ai biết sống chết đều không ở trong tay mình. Còn như ngươi nhi tử, Diệp thần nhìn về phía Ngưu lão. Ngưu lão tự nhiên rõ ràng Diệp thần ý nghĩa. Bước chân đạp một cái, mã thương ngay tức thì hóa là một đạo xương máu. Diệp thần, người lừa gạt ta. Mã Thành Hải gương mặt dữ tợn, hắn muốn động thủ. Nhưng phát hiện mình căn bản không có tư cách động thủ. Diệp thần một cái ý niệm là có thể phá hủy hắn. Ta cũng không ra tay, có vấn đề sao? Diệp thần nhàn nhạt nói. Sau đó, Diệp thần nhìn một cái Trần Hiểu Hiểu. Giờ phút này Trần Hiểu Hiểu đột nhiên quỳ xuống Diệp thần trước mặt, khóc mở miệng nói, đại nhân, van cầu ngươi tha ta một mạng. Bình bịch bịch, Trần Hiểu Hiểu không ngừng dập đầu, trên trán mặt đều là máu ứ đọng. Mã đại người, van cầu ngươi giúp ta một tay. Trần Hiểu Hiểu một cái tay kéo Mã Thành Hải cánh tay. Cút, Mã Thành Hải một cước trực tiếp cầm nàng đạp ra ngoài. Nếu không phải Trần Hiểu Hiểu mà nói. Hắn làm sao sẽ trở thành hiện ở cái bộ dáng này? Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Trần Hiểu Hiểu tiễn nhân này. Đừng nói Diệp thần không giết chết nàng, Mã Thành Hải đều muốn giết chết. Vốn là Diệp thần cũng không để bụng Trần Hiểu Hiểu sống chết, đã thả qua nàng một con ngựa. Ai biết cũng không biết quý trọng. Diệp thần nâng lên tay, một cái tát đánh ra đi. Trần Hiểu Hiểu thực lực chỉ có thần vương cảnh, căn bản không thể nào là Diệp thần đối thủ. Một chưởng rơi xuống, Trần Hiểu Hiểu cả người khạc ra một búng máu, mắt nhắm lại, hoàn toàn không có sống. Diệp thần. Lúc này Trần Linh chạy đến, bên trong đôi mắt cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy đi ra. Ở Diệp thần thu phục Mã Thành Hải thời điểm, Trần gia đã sớm hạ lệnh, lập tức cầm Trần Linh cho thả ra. Bây giờ chỉ hy vọng Diệp thần lửa giận, không nên phát tiết ở bọn họ Trần gia trên mình. Núp trong bóng tối võ giả. Cũng sớm đã rời đi, truyền tống tất cả gia tộc lớn, Diệp thần không thể chọc. Ai dám trêu chọc Diệp thần và tìm chỗ chết không có bất kỳ khác biệt. Diệp thần ôm lấy Trần Linh, nhìn một cái nàng thương thế trên người, cả người nhướng mày một cái. Giờ phút này Trần Linh trên mình hoàn toàn không có một nơi tốt địa phương, cả người đều là vết thương. Diệp thần cau mày nhìn một cái Mã Thành Hải. Mã Thành Hải liền vội vàng lắc đầu, đại nhân. Chuyện này ta thật không biết tình, ta dám thể với trời. Nói xong, vừa nhìn về phía Trần Linh, Trần Tiểu Thư, ta không biết ngươi biết Diệp thần đại nhân, nếu không cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám đối với ngươi ra tay. Trần Linh hiển nhiên có chút mơ hồ, bất quá thấy Mã Thành Hải dáng vẻ, cũng biết hết thảy các thứ này sợ rằng và Diệp thần có quan hệ. Không, không có sao. Trần Linh khiếp đảm nhìn một cái, không dám nói thêm cái gì. Trần gia sống hay chết, hiện đang nắm giữ ở trong tay của ngươi. Diệp thần một câu nói, hù được Trần gia tất cả mọi người run sợ trong lòng. Bọn họ căn bản không hoài nghi, xem Diệp thần như vậy người tàn nhẫn, tuyệt đối nói được là làm được. Bây giờ bọn họ Trần gia vận mệnh, cũng nắm ở Trần Linh trong tay. Trần Linh suy tư một lát, mới mở miệng nói, Diệp thần được rồi, bỏ mặc như thế nào, Trần gia cũng nuôi ta nhiều năm như vậy. Bất quá sau này, ta sẽ cân nhắc rời đi Trần gia. Trần Linh cuối cùng vẫn là quá hiền lành,
nàng cũng biết, ở gia tộc lợi ích trước mặt, nàng căn bản coi là không được cái gì. Gần đây trải qua thay đổi nhanh chóng, cũng để cho nàng trưởng thành rất nhiều. Được. Nếu Trần Linh không dự định ra tay, Diệp Thần vậy không cần phải ở quấn quýt. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, cầm Trần Linh gọi tới gian nhà, hiếu kỳ nói, Trần Linh, người ban đầu cho ta nhẫn chữ vật, rốt cuộc lai lịch ra sao? Nhẫn chữ vật, Trần Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, vật này cụ thể chỗ dùng ta cũng không biết, chỉ bất quá ta từng nghe một vị thực lực rất kinh khủng ông cụ nói qua, này nhẫn chữ vật bên trong bí mật, đối với tinh khiếu cảnh trên cường giả, rất trọng yếu. Tựa hồ có thể để cho cái đó cấp cường giả khác nắm trong tay căn nguyên. Ông cụ kia nói quá phức tạp, ta không hiểu được. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, vậy không bắt buộc. Xem ra nhẫn chữ vật chỉ có cùng hắn bước vào tinh khiếu cảnh, mới có thể biết chân chính tác dụng. Diệp Thần cầm Trần Linh và Mã Thành Hải bọn họ, an bài ở Trần gia, quyết định lúc trước đi Linh Hoàng tộc. Trần gia tự nhiên không dám nói thêm cái gì, cầm Trần Linh bọn họ làm tổ tông như nhau cung. Diệp Thần và Ngưu lão hai người, đang đuổi đường sau nửa giờ, rốt cuộc đi tới Linh Hoàng tộc. Dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại, tới đến đại điện bên trong và Linh lão thảo luận một ít chuyện tình. Nếu như phải giúp Linh Hoàng tộc, hắn một người thực lực cuối cùng quá nhỏ bé. Phải thành lập thế lực. Sát tông bây giờ quá nhỏ bé, nhất định phải đầy đủ thời gian trưởng thành. Mà thành lập thế lực, phải tìm được một nơi thế lực chi địa, trước mắt Tây Vực, Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Dẫu sao ở Tây Vực mà nói, thù của hắn nhà quá nhiều. Sát tông trưởng thành, cần một cái nơi an toàn. Thành lập thế lực, hắn không phải là một người, có thể xem trước tùy thời chạy trốn. Diệp Thần, La Sát Biển chính là một nơi địa phương không tệ. Lúc này Linh lão tại trên đại điện trực tiếp mở miệng. Ở La Sát trong biển cũng không có quá nhiều cường giả, hơn nữa toàn bộ mặt biển có vô số hải thú. Dù là có người muốn động thủ, cũng không quá dễ dàng. Đối với Diệp Thần mà nói, ở La Sát biển phát triển, trước mắt là một cái lựa chọn tốt. Diệp Thần suy tư một chút, nhẹ khẽ gật đầu. Thiên Linh Đảo, Diệp Thần cũng không có muốn chiếm làm của riêng dự định. Chủ yếu Thiên Linh Đảo không có quá nhiều vật liệu, hơn nữa mặt đất quá nhỏ. Diệp Thần nghĩ đến Mã Thành Hải, hắn ở La Sát biển phát triển nhiều năm như vậy, chắc chắn biết không ít địa phương. Linh lão, đoạn này thời gian, các ngươi trước chuẩn bị một chút rời, cùng đến lúc đó ta tìm được hòn đảo, an bài người tới đón các ngươi. Linh lão gật đầu một cái, trước mắt Diệp Thần bên người có Ngưu lão, hắn cũng có thể yên tâm. Diệp Thần và Ngưu lão sau khi rời đi, đi tới Trần gia, ở một nơi trong phòng, trực tiếp cầm Mã Thành Hải kêu đến. Mã Thành Hải tới đây sau đó, Diệp Thần trực tiếp đem mình ý tưởng nói cho hắn. Đại nhân, trước mắt La Sát Hải đảo tự có rất nhiều, lớn nhất chính là huyết sát đảo, chỉ bất quá huyết sát đảo có 3 cái bá chủ, đều là tạo hóa cảnh tầng trời một cường giả, những người này làm sự việc, thiên đạo cũng nhìn không được, vô cùng tàn nhẫn, ai? Diệp Thần không có nói nhiều, 3 cái tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, Ngưu lão tự mình một người có thể giải quyết. Ngươi làm hải tặc thời gian dài như vậy, cầm thủ hạ ngươi cũng kêu đến, lập tức tấn công huyết sát đảo. Diệp Thần quyết định chủ ý, quyết định đi huyết sát đảo, còn như huyết hồn điện sự việc, hắn cũng không lo lắng. Huyết hồn điện chủ yếu nhất là lớn lục, La Sát biển căn bản không sẽ để ở trong lòng mặt. Trước mắt hắn sáng tạo sát tông cần một khối địa bàn, huyết sát đảo chính là chỗ tốt nhất. Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Mã Thành Hải. Mã Thành Hải thấy Diệp Thần, một cái đi nhanh đi tới, cung kính mở miệng nói, đại nhân, trước mắt thủ hạ ta hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả có 2 người còn có 5 tên hợp đạo cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, tin tưởng Mã Thành Hải sự việc đã nói cho bọn họ. Chính hắn mà nói, vậy không cần nói thêm cái gì. Còn như hỗn nguyên cảnh, Mã Thành Hải cũng không có nói, tin tưởng cũng có không thiếu. Ở La Sát biển cũng coi là một cổ tốt thế lực. Diệp Thần cầm sát tông thế lực kêu đến, trước mắt hắn bên này hợp đạo cảnh thì có 15 tên. Còn như hỗn nguyên cảnh cực kỳ chi hơn. Diệp Thần nhìn mọi người tùy tiện nói đôi câu sát tông quy củ. Trước mắt mà nói, sát tông cũng không có quá hoàn thiện, bất quá hắn vậy không nóng nảy.
Nếu là Diệp Lăng Thiên ở Linh Võ Đại Lục là tốt. Đến bây giờ, Diệp Thần rất nhiều thủ hạ bên trong, Diệp Lăng Thiên là nhất hiểu hắn. Chỉ tiếc bây giờ Diệp Lăng Thiên vẫn còn ở Côn Lôn Hư. Diệp Thần tự nhiên không biết, Diệp Lăng Thiên và Tôn Di đã tới Linh Võ Đại Lục. Diệp Thần đi tới Huyết Sát Đảo, nhìn một cái quả nhiên là Thiên Linh Đảo trăm lần. Ở Diệp Thần sau lưng, Mã Thành Hải và Lương Tuyết Nguyệt theo ở phía sau, không chỉ có như vậy, gần ngàn vị hỗn nguyên cảnh, khí thế hung hăng. Khi bọn hắn xuất hiện ở Huyết Sát Đảo bên ngoài thời điểm, thế lực lớn nhỏ chấn động, đều vội vàng trở về bẩm báo gia tộc. Đối với những thế lực nhỏ này, Diệp Thần căn bản không có hứng thú phản ứng. Lần này hắn chủ yếu mục tiêu là cường giả tạo hóa cảnh, Huyết Sát Đảo bá chủ. Từ Mã Thành Hải trong miệng biết được, Huyết Sát Đảo ba đại bá chủ mỗi người chiếm theo một khối, trở thành ba gia tộc lớn. Diệp Thần bọn họ khí thế hung hăng, đến mức tất cả thế lực lớn nhỏ toàn bộ đều tránh. Dẫu sao Diệp Thần bên người có vận may cường giả, hợp đạo cảnh cường giả cũng có không thiếu, thế lực nhỏ căn bản không dám ngăn trở. Giờ phút này bọn họ đi tới Hỏa Gia, Diệp Thần đứng ở cửa, bên người đi theo Ngưu Lão. Hỏa Lão quái người mặc tươi đẹp màu đỏ quần áo, không chỉ có như vậy, tóc hắn đều là màu đỏ. Không biết các hạ người nào, tới ta Hỏa Gia làm gì? Hỏa Lão quái, trước mắt chính là Hỏa Gia gia chủ, một thân thực lực đạt tới tạo hóa cảnh. Ở toàn bộ La Sát Biển đều có tên cường giả. Thu phục các ngươi Hỏa Gia, như thế nào? Diệp Thần bọn họ muốn ở Huyết Sát Đảo đứng lại chân, phải để cho ba gia tộc lớn thần phục. Huống chi cái này ba gia tộc lớn không biết làm nhiều ít chuyện không có tính người, Diệp Thần hành động này vậy coi là vì dân trừ hại. Các hạ, giọng không khỏi quá lớn, ta Hỏa Gia cũng không phải là mặc cho người khi dễ. Hỏa Lão quái híp mắt, ánh mắt dần dần đổi được băng lạnh. Ngưu Lão, người đi đối phó Hỏa Lão quái, còn như những người còn lại, giao cho chúng ta. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, Ngưu Lão ở bên cạnh gật đầu một cái, cả người trực tiếp xông tới. Giết! Diệp Thần vung tay lên, phía sau võ giả toàn bộ xông lên đánh ra. Trong nháy mắt chiến tranh bùng nổ. Hỏa Gia ở Huyết Sát Đảo chiếm đoạt ngàn năm, lần đầu tiên có người dám đối với Hỏa Gia ra tay. Diệp Thần tay cầm hợp đạo thần khí, đối mặt một người hợp đạo cảnh tầng 6 thiên cường giả. Tuế Nguyệt Sát Kiếm. Diệp Thần cả người nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bộc phát ra một món kiếm quang. Thời gian pháp tắc ở hắn bên người không ngừng bộc lộ ra ngoài. Một đạo cực hạn kiếm quang, do như điện chớp, bỗng nhiên hạ xuống ở hợp đạo cảnh tầng 6 thiên cường giả trước mặt. Oanh! Kinh khủng hơi thở bỗng nhiên bùng nổ ở chung quanh, ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần bóng người động, xuất hiện ở hợp đạo cảnh tầng 6 thiên cường giả trước mặt, một kiếm chặt đứt hắn cổ. Hợp đạo cảnh tầng 6 trời, Diệp Thần trong nháy mắt giết. Ở một bên Mã Thành Hải khóe miệng không nhịn được co quắp một chút, vốn là hắn một mực đi theo Diệp Thần bên cạnh, chính là sợ có cường giả chém chết Diệp Thần. Trước mắt hắn nhưng mà và Diệp Thần một sợi dây phía trên châu chấu. Diệp Thần nếu là chết mà nói, hắn vậy không sống được. Chỉ bất quá thấy Diệp Thần thực lực, hắn hoàn toàn yên tâm lại. Chiến đấu bùng nổ, chết không ngừng. Mặt đất nhiễm thành màu đỏ như máu. Giết hại thanh âm kéo dài không ngừng, chiến đấu sau nửa giờ, một bóng người đột nhiên rơi xuống. Tộc trưởng. Lúc này Hỏa Gia một người đứng đầu thần quân, bi thống mở miệng. Hỏa Lão quái bây giờ đã hoàn toàn không có sống, ước chừng mười mấy phút. Gia chủ của bọn họ lại chết. Sát tông nơi này cường giả vừa thấy, tinh thần cao tăng, giống như đánh máu gà vậy. Còn như Hỏa Gia bên này, nội tâm chỉ còn lại sợ hãi, bọn họ người mạnh nhất đã chết. Trận chiến này căn bản không thấy được hy vọng thắng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, nhìn về phía mọi người. Chuẩn bị đi cái kế tiếp gia tộc. Cùng thời khắc đó, ở một nơi trong đại điện mặt, ngồi ở phía trên một người đàn ông trung niên, mặt đầy ưu sầu. Người này không phải người khác. Chính là Đoan Mộc Nhan, cũng là Đoan Mộc gia tộc người mạnh nhất. Đoan Mộc gia tộc cũng sớm đã nhận được tin tức, Hỏa Gia đã tiêu diệt. Đoan Mộc Nhan thực lực và Hỏa Lão quái không hơn không kém, liền Hỏa Lão quái cũng không phải là đối thủ, hắn làm sao là đối thủ. Gia chủ, bây giờ Diệp Thần đang tới đây,
chúng ta phải mau sớm làm ra quyết định. Trong đó một người trưởng lão mở miệng nói. Tất cả trưởng lão trên căn bản cũng nghĩ thần phục Diệp Thần. Dẫu sao có một lời nói hay, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. À, chúng ta Đoan Mộc gia tộc đầu hàng đi. Đoan Mộc Nhan nói ra những lời này, tựa như cả người già trăm tuổi. Hắn Đoan Mộc gia tộc ở huyết sát đảo sinh sống ngàn năm, bây giờ lại muốn thần phục thế lực khác, Đoan Mộc Nhan trước mắt tâm tình có thể tưởng tượng được. Diệp Thần đi tới Đoan Mộc gia tộc sau đó, Đoan Mộc Nhan rất sảng khoái đầu hàng, hơn nữa cầm ra gia tộc bảo vật. Trông thần hồn đóng dấu sau đó, Diệp Thần vậy hoàn toàn yên tâm. Còn như cái thứ ba thế lực, Diệp Thần còn chưa bước vào, cũng là chủ động đầu hàng. Bụi bặm lắng xuống. Diệp Thần an bài huyết sát đảo một nơi cao nhất đỉnh, khai sáng sát tông. Diệp Thần đặc biệt bố trí một cái trận pháp, thành tựu sát tông hộ tông đại trận. Thiếu chủ, trước mắt sát tông hết thảy đã bước vào chánh quy, chỉ bất quá yêu cầu tài nguyên quá nhiều. Lúc này Mã Thành Hải mở miệng, trước mắt sát tông người đều cần tu luyện, tài nguyên tự nhiên cũng trở thành vấn đề. Thiếu chủ, ta đề nghị an bài nhân thủ khai thác máu mỏ. Giờ phút này Đoan Mộc Nhan đứng lên mở miệng nói. Máu mỏ là huyết sát đảo có 102 tài nguyên khoáng sản, bọn họ Đoan Mộc gia tộc trước chính là khai thác khoáng sản, bán cho Tây Vực. Tư nguyên sự việc, huống chi không cần lo lắng, khai thác máu mỏ, Đoan Mộc Nhan chuyện này giao cho ngươi phụ trách. Bây giờ Diệp Thần trong tay tài nguyên không hề thiếu, có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trước mắt sát tông cường giả tạo hóa cảnh cũng chỉ có 3 người, đối mặt Tây Vực các thế lực lớn, vẫn là có không ít chênh lệch. Huyết sát đảo, Diệp Thần cũng không có làm lâu dài phát triển, sớm muộn có một ngày muốn tấn công Tây Vực. Diệp Thần cầm bỏ vốn nguyên ném cho mọi người, an bài xong một ít chuyện tình, liền rời đi. Hắn bây giờ trên tay sự việc quá nhiều. Sát tông sự việc xử lý thỏa đáng, hắn cũng nên tới xử lý Vạn Kiếm Đế Cung và Huyền Nguyệt Tông chuyện. Cùng lúc đó, Bắc Vực. Ngàn đạo trên ngọn núi mặt cắm mấy ngàn lợi kiếm, kiếm khí vờn quanh mỗi một ngọn núi. Vạn Kiếm Đế Cung bên trong, Liệt Diễm Kiếm Thần, Băng Xương Kiếm Thần các người, vết thương chồng chất. Hồn Điện, Bách Tiên Vương Cung, Thánh Long gia tộc, phái tới tinh khiếu cảnh cường giả không thiếu. Thậm chí còn có mạnh hơn tồn tại. Lần này bọn họ thề tất muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Đế Cung, một đoạn thời gian gần đây, Vạn Kiếm Đế Cung tổn thất thảm trọng. Tổn thất 5 tên kiếm tôn, ở tiếp tục như vậy, bọn họ Vạn Kiếm Đế Cung không kiên trì nổi. Diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Tông chủ, mở chư thiên đem linh trận đi. Băng Xương Kiếm Thần, nhìn ngồi ngay ngắn phía trên Liệt Diễm Kiếm Thần, trực tiếp mở miệng. Bây giờ tình huống, Vạn Kiếm Đế Cung tất diệt, vậy chỉ có cấm địa trận pháp, có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Đến lúc đó Thanh Kiếm Tiên Tôn tìm được tên kia, có lẽ còn có chút cơ hội. Còn như Diệp Thần, Băng Xương Kiếm Thần đã không suy nghĩ. Bây giờ, bọn họ cần thời gian. Liệt Diễm Kiếm Thần cũng không có mở miệng, ngược lại rơi vào trầm tư. Tông chủ, còn do dự cái gì, ta Vạn Kiếm Đế Cung đệ tử, không thể chết vô ích, máu của bọn họ không thể chảy không, dù cho trả giá thật lớn thì như thế nào. Bây giờ tình huống, đã không kịp bọn họ do dự, sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. Được. Liệt Diễm Kiếm Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, chư thiên hàng linh trận là Vạn Kiếm Đế Cung cấm trận. Muốn thúc giục nói, cần mọi người máu tươi dẫn động, thậm chí còn sẽ hao tổn tu vi, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Muốn dẫn động trận pháp còn cần một viên căn nguyên chi đá mới có thể thúc giục, Vạn Kiếm Đế Cung đời trước, vì để ngừa vạn nhất, đặc biệt ở cấm địa lưu lại một viên. Vạn Kiếm Đế Cung cấm địa. Không chỉ là đời trước nơi an nghỉ ngàn thu, còn có một viên căn nguyên chi thạch tồn tại. Đã quyết định chủ ý, Liệt Diễm Kiếm Thần và Băng Xương Kiếm Thần bọn họ không do dự nữa, đi tới cấm trong ruộng. Ở cấm địa một cổ tuổi xế chiều hơi thở, những thứ này đều là Vạn Kiếm Đế Cung đời trước, tọa hóa địa phương. Thứ 35 đời tông chủ, để cho tông môn rơi vào làm khó bên trong, là cứu đế cung, thỉnh cầu căn nguyên chi đá. Liệt Diễm Kiếm Thần quỳ xuống ở một nơi phần mộ trước mặt, đây là khai sáng Vạn Kiếm Đế Cung lão tổ, nơi an nghỉ ngàn thu. Căn nguyên chi đá một mực gửi ở bên trong. Ông! Mặt đất truyền tới chấn động, ở phần mộ trước mặt,
xuất hiện một cái lỗ hổng, bên trong bất chấp sáng chói ánh sáng màu xanh lá cây. Một viên long lanh trong suốt đá, bên trong chứa trước kinh khủng năng lượng. Liệt diễm kiếm thần đứng lên, bắt được căn nguyên chi đá, trùng trùng quỳ ngã trên mặt đất, một đầu dập đầu đi xuống. Là cứu đế cung, chết vạn lần không chối từ. Nếu như vạn kiếm đế cung tiêu diệt, hắn còn mặt mũi nào mặt, lại đi gặp dưới cửu tuyền đời trước. Liệt diễm kiếm thần các người rời đi, đi ra cung điện, chiến đấu vẫn luôn ở bùng nổ. Cung điện hành lang, nhuộm máu đỏ tươi sắc, huyết dịch hơi thở, tràn ngập ở trong không khí. Vạn kiếm đế cung đệ tử, từng cái thiếu chi chân gãy, thậm chí trước khi chết cũng phải tự bạo. Không trọn vẹn thi thể, tùy ý có thể gặp, tựa như địa ngục nhân gian vậy. Liệt diễm kiếm thần và băng xương kiếm thần bọn họ vừa ra tới, hồn điện và thánh long gia tộc phong thần cảnh cường giả, trực tiếp xuất hiện. Băng xương kiếm thần, các ngươi vạn kiếm đế cung tất diệt, cần gì phải u mê không tỉnh, không bằng đầu dựa vào chúng ta. Thánh long gia tộc bên này, một người phong thần cảnh cường giả mở miệng. Ba đại đứng đầu thế lực ra tay, vạn kiếm đế cung không thể nào sống sót. Ha ha ha, ta vạn kiếm đế cung võ giả. Sợ gì vừa chết, muốn chúng ta đầu dựa vào, các ngươi xứng sao? Băng xương kiếm thần cười lạnh một tiếng, bọn họ vạn kiếm đế cung võ giả, không có một cái là thứ hèn nhát. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay liền tiêu diệt các ngươi vạn kiếm đế cung. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả, muốn xuất thủ, liệt diễm kiếm thần ném ra căn nguyên chi đá, toàn bộ cung điện bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Vạn kiếm đế cung đệ tử toàn bộ trở lại cung điện bên trong. Liệt diễm kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bay về phía hư không, không chỉ có như vậy, băng xương kiếm thần, còn lại cường giả, không một ngoại lệ, toàn bộ sừng sững ở trong hư không. Vạn kiếm đế cung đệ tử, từng cái nghe được mệnh lệnh, trở lại trong cung điện mặt. Liệt diễm kiếm thần bọn họ nhìn nhau một cái, một cổ ác liệt thần sắc. Đâm! Bọn họ rối rít cầm ra kiếm trong tay. Bước ra từng giọt máu tươi. Những thứ này máu tươi quấn quanh ở toàn bộ cung điện, đinh tai nhức óc nổ vang, chấn nhiếp cửu tiêu. Phốc suy, liệt diễm kiếm thần, băng xương kiếm thần, một đám cường giả tạo hóa cảnh, một búng máu phun ra ngoài. Cả người gò má càng ngày càng thương trắng, nhìn như cực kỳ yếu ớt. Vì sao là cấm trận, cấm kỵ tồn tại? Muốn thi triển trận pháp, cần phải hao phí mọi người máu tươi. Là vạn kiếm đế cung, chết vạn lần không chối từ. Hư không lên, thanh âm niếc tai nhức óc vang khắp chân trời, trong mắt tràn đầy bất khuất thần sắc. Một người tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả, không chịu nổi gánh nặng, từ hư không bên trong ngã xuống, hoàn toàn không có sống. Băng xương kiếm thần cảnh giới, từ tinh khiếu cảnh tầng 8 trời, rơi vào tầng 5 trời, sợ rằng cuộc đời này không thể về lại đỉnh cấp. Mỗi một vị cường giả cảnh giới đều ở đây rơi xuống, bọn họ hối hận không? Là vạn kiếm đế cung, chết lại ngại gì? Trận pháp bao trùm ngàn dặm, ở vạn kiếm đế cung chu vi ngàn dặm, cuồng phong nổi lên, cỏ cây khô héo, nhanh chóng biến thành cát vàng. Một vòng bánh xe huyết nguyệt trời cao treo lên. Thật giống như cắn nuốt hết thảy sức sống. Trận pháp này, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng. Mà bây giờ... Đối với vạn kiếm đế cung mà nói, chính là vạn bất đắc dĩ. Ở vạn kiếm đế cung vùng lân cận ngàn dặm những thứ khác thế lực võ giả, từng cái điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám lại tiếp tục đợi tiếp. Chư thiên đem linh trận, dậy. Một đám cường giả giận dữ hét lên, chu vi ngàn dặm, xuất hiện một đạo màu máu màn sáng. Màn sáng bao phủ chỗ, cát bay đá chạy, hồn điện và thánh long gia tộc, một đám chí cường giả thực lực. Lại không ngừng hạ xuống. Không tốt, mau rút lui. Hồn điện một người phong thần cảnh tồn tại, cả kinh thất sắc, trận pháp này lại có thể áp chế bọn họ thực lực. Hồn điện, Thánh Long gia tộc và Bách Tiên Vương cung cường giả, không dám lại ở lâu. Bọn họ phong thần cảnh cường giả, tại mới vừa trong nháy mắt, cảnh giới trực tiếp áp chế tạo hóa cảnh. Vượt qua tạo hóa cảnh tồn tại, không một ngoại lệ toàn bộ đều bị chế trụ. Vèo vèo vèo. Trên hư không, từng đạo bóng người rơi xuống, liệt diễm kiếm thần bọn họ hơi thở yếu ớt, bọn họ máu tươi chảy mất quá nhiều, tổn thương tự thân căn nguyên. Rơi xuống cảnh giới, không thể nào trở lại.
cả đời chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ so chết còn khó chịu hơn. Chỉ là bọn họ không thể chết được, như chết, vạn kiếm đế cung làm như thế nào? Đại nhân, bây giờ chúng ta cần phải nên làm thế nào cho phải? Ở bên ngoài trận pháp mặt, một người cường giả tạo hóa cảnh mở miệng. Đây là vạn kiếm đế cung cấm trận, trận này trừ phi căn nguyên chi đá hoàn toàn hao phí hết năng lượng, đến lúc đó trận pháp không đánh tự thua. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả, kiến thức rộng, tự nhiên biết trận pháp lai lịch. Bây giờ muốn phải đối phó vạn kiếm đế cung, cực kỳ khó khăn, một khi tiến vào trận pháp, bọn họ bị áp chế đến tạo hóa cảnh, chết uy hiếp liền sẽ rất lớn. Bây giờ tình huống, vạn kiếm đế cung chỉ bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi, lưu một bộ sau phân cường giả trấn thủ, không ngừng tấn công, còn lại cường giả trở về đi thôi. Đáng chết, chúng ta cái gì cũng coi là đến, duy chỉ có không có coi là đến cái này một tầng. Bọn họ lưu lại nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lưu một bộ sau phân tạo hóa cảnh cường giả, xoay người rời đi. Những thứ này bản thân đều là tạo hóa cảnh cường giả, tiến vào trận pháp bên trong vậy không có sao, tụ họp thế lực khắp nơi võ giả, không ngừng muốn công phá vạn kiếm đế cung. Phong thần cảnh cường giả rời đi, để cho vạn kiếm đế cung có thở dốc cơ hội, chỉ bất quá đối mặt cường giả tạo hóa cảnh liều chết xung phong, bọn họ không thể không đánh ra. Tạm thời bây giờ, vạn kiếm đế cung khổ không thể tả, chỉ hy vọng thanh kiếm tiên tôn tìm được người nọ. Đây cũng là bọn họ duy nhất tinh thần gửi nhờ. Chí ít có thể để cho trước mắt tình huống chiến đấu chậm hiểu một ít, chưa đến nỗi như vậy chật vật. Còn như Diệp Thần, bọn họ căn bản không có cầm hy vọng đặt ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cố nhiên và băng kiếm tiên tôn có liên lạc. Nhưng là bọn họ cần chính là tu luyện tới đỉnh cấp băng kiếm tiên tôn à. Còn như một cái hỗn nguyên cảnh, có thể giúp bọn họ cái gì? Dù là bây giờ có trận pháp gia trì, chỉ có thể tạo hóa cảnh qua lại. Nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh có thể dung chuyển. Cùng lúc đó, huyết sát đảo. Diệp Thần tự nhiên không biết vạn kiếm đế cung hết thảy. Sát tông đệ tử đủ an trí ở chỗ này. Dưới mắt sát tông quá yếu, chỉ có ẩn núp mới là vương đạo. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn sau này muốn đối kháng thế lực cao cấp. Hắn coi như lại nghịch thiên và mạnh mẽ, cuối cùng là một người. Sát tông là một cái thời cơ, lại là vừa mới bắt đầu. Hắn cuối cùng có một ngày sẽ hiệu lệnh cường giả, đạp bể hết thảy ngăn trở ở trước người tồn tại. Linh vận, huyết linh tộc, hồn điện, thậm chí còn huyết hồn tộc. Hắn sau này cũng không biết sợ hãi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần nhìn một cái hôn mê Kỷ Lâm, chuẩn bị bước lên vạn kiếm đế cung đường. Kỷ Lâm ở huyết sát đảo ngây ngô hẳn rất an toàn. Chỉ hy vọng hắn từ huyết sát đảo lúc trở lại, Kỷ Lâm có thể tỉnh lại. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, hắn phát giác cái gì, chợt hướng sau lưng chuyển đi. Ai? Huyết ma kiếm trực tiếp cầm ở lòng bàn tay. Diệp Thần có thể cảm giác đến sau lưng xuất hiện một đạo cực kỳ khí tức cường đại. Hơi thở này, nghiền ép hết thảy. Thậm chí tay cầm huyết ma kiếm, hắn cũng không xác định có hay không cơ hội sống sót. Thằng nhóc, ta một cái tay không tấc sắt lão đầu, người khẩn trương cái gì? Một đạo lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, xa xa, một cây cây lớn dưới, một cái ông già đang dựa vào cây lớn, cầm trong tay một cái hổ lô bầu rượu, sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên uống không thiếu. Vĩnh Hằng Thánh Vương. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới Vĩnh Lão sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Vĩnh Lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần kích động nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương vươn người một cái, lảo đảo đứng lên, thằng nhóc ngươi, muốn ngươi cầm một luân hồi huyền bia, lại có thể chạy đến nơi đây. Bất quá cũng không tệ, yêu thánh huyết ma kiếm lại có thể đến bên trong tay ngươi. Trong thiên hạ, thích hợp nhất huyết ma kiếm chỉ có ba người, mà ngươi chính là một người trong đó. Đây cũng là khó mà chạm cơ duyên à. Còn như luân hồi huyền bia, sự tiến bộ của ngươi thật ra thì so ta tưởng tượng mau, ta vốn cho là cần một năm hai năm, bây giờ nhìn lại, chỉ cần ngươi về lại Huyền Nguyệt Tông, hẳn rất mau có thể có được. Không hổ là luân hồi huyết mạch người à. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi,
bị như vậy khen ngợi ngược lại có chút ngại quá, Vĩnh lão quá khen, vận khí mà thôi. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp, đem bầu rượu đưa cho Diệp Thần, có chút thời điểm, vận khí cũng là thực lực một số. Bất quá người vận khí quả thật nghịch thiên, ta không chọn lầm người. Còn nữa, máu này sát đảo, nhất định chính là ngươi mà sống à. Mà ta hôm nay xuất hiện, không là khác, chính là làm cho này huyết sát đảo tới. Còn như Vạn Kiếm Đế Cung và Huyền Nguyệt Tông sự việc, không gấp, dưới mắt chuyện này so với cái gì đều trọng yếu. Diệp Thần hơi ngẩn ra, không có nhận lấy bầu rượu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, để cho Vĩnh Hằng Thánh Vương xuất hiện ở nơi này, lại là huyết sát đảo. Cái này hòn đảo tựa hồ cũng không có bí mật gì à. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngáp một cái, lảo đảo lắc lư hướng một cái đi về phía, nếu như không phải là cái này đồ vật bên trong quá trọng yếu, ta mới sẽ không đích thân tới nơi này. Thằng nhóc thúi, theo ta tới. Diệp Thần tự nhiên đi theo. Hai người đi tới liền một nơi bị đá lớn bao trùm hang động. Vĩnh Hằng Thánh Vương bình rượu trong tay hơi một chuyển, một giọt rượu rỉ ra, ngay tức thì hóa là một chuôi thủy kiếm, phá vỡ cái này cực kỳ cứng rắn đá. Một màn này, hoàn toàn rung động Diệp Thần. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương rốt cuộc cái gì tu vi? Một giọt rượu là có thể tạo thành loại này lực lượng, đây có thể so ngàn binh bạo mạnh mẽ gấp mấy vạn. Đừng ngẩn người, cần đâu ta cũng mặc kệ. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngay tức thì tiến vào hang động. Diệp Thần đi tới bên trong, chung quanh chỉ có u ám ánh đèn, và một ít màu máu tinh thể. Đi sâu vào 6,000m thời điểm, cảm nhận được một cổ to lớn gió, muốn cầm bọn họ thổi vào đi. Thẳng đến 7.000 gạo. Vĩnh Hằng Thánh Vương cảm nhận được đầu gió, theo vung tay lên. Oanh! Một tiếng nặng nề vang lớn, chung quanh đất khối nổ, lại xuất hiện từng tia ánh sáng. Đi! Diệp Thần người tài cao gan lớn, bên người còn đi theo cường giả như vậy, căn bản không có chút nào sợ hãi. Ngay tại hai người vọt vào lúc, đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một hồi mất minh sau đó, Diệp Thần mở mắt ra. Đây là... Diệp Thần mở mắt ngay tức thì, một chút bị cảnh sắc chung quanh sợ ngây người. Chung quanh đều là rừng cây rậm rạp, thậm chí có vài yêu thú, bất quá thấy Diệp Thần bọn họ ngay tức thì, liền chạy thục mạng. Không muốn một bộ không gặp qua việc đời dáng vẻ, nơi đây là thượng cổ cường giả lưu lại. Bọn họ ta cũng biết, năm đó. Thôi, không nói, nói ngươi vậy không hiểu được. Ngươi nắm trong tay huyết sát đảo, cũng là duyên phận. Phần này bí mật, hẳn bị ngươi mở. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhàn nhạt nói. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ vây hãm, trực tiếp tìm một bụi cỏ nằm xuống. Chỗ này, một mình ngươi đi vào là được, ta uống nhiều rượu quá, nhắm mắt một hồi. Diệp Thần. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể một người đi sâu vào. Bên trong hết thảy đều là không biết. Nhưng là nếu Vĩnh Hằng Thánh Vương mang hắn tới nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Hống. Lúc này, truyền tới một tiếng yêu thú gầm thét, kinh khủng hơi thở, làm cho lòng người kinh. Làm Diệp Thần thấy yêu thú thời điểm, một mặt khiếp sợ thần sắc. Con yêu thú này, lại là nghịch thiên chiến viên nhất tộc. Trước mắt nghịch thiên chiến viên quơ gậy gỗ, một đôi màu máu đỏ ánh mắt, nhìn Diệp Thần bọn họ. Cái này nghịch thiên chiến viên thực lực, không hề mạnh, chỉ có hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp thực lực. Diệp Thần bên trong đôi mắt bốc lửa nóng thần sắc. Nếu có thể xuất hiện một cái nghịch thiên chiến viên, tự nhiên sẽ có một cái chủng tộc. Hắn nếu là có thể thu phục những thứ này nghịch thiên chiến viên mà nói, tương lai tuyệt đối là một lớn trợ lực. Ngự thú linh thần, người có hay không thu phục yêu thú thủ đoạn? Lúc này Diệp Thần ở luân hồi mộ địa bên trong hỏi ngự thú linh thần. Nhưng mà, ngự thú linh thần hiển nhiên vậy chưa có hồi âm Diệp Thần dự định. Diệp Thần khẽ mỉm cười, liền nói, đã như vậy, vậy nhẫn chữ vật ta vẫn là giao cho ác ma mắt đi. Lời này vừa nói ra, luân hồi mộ địa tòa mộ kia bia khẽ động, một giọng nói chậm rãi truyền tới. Ta nơi này có bản ngự thú quyết, ngươi có thể tu luyện. Ngự thú linh thần cấp bậc, chút thủ đoạn này vẫn phải có. Bắt được ngự thú quyết Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện rất dễ dàng tu luyện, cũng không cần biết bao phức tạp. Diệp Thần tu luyện 10 phút, phân ra một tia thần hồn lực, tiến vào nghịch thiên chiến viên trong đầu. Giờ phút này Diệp Thần cảm nhận được,
và nghịch thiên chiến viên có một tia liên lạc. Nói cho ta, các người địa bàn ở địa phương nào? Lúc này Diệp Thần mở miệng nói. Nghịch thiên chiến viên thân là đứng đầu huyết mạch, hỗn nguyên cảnh đã có một chút linh trí. Hống! Nghịch thiên chiến viên ngón tay một chút, Diệp Thần trực tiếp ngồi ở nó trên bả vai mặt. Nghịch thiên chiến viên trên mặt đất chạy nhanh, vọt vào trong rừng cây, một lúc lâu sau, Diệp Thần cảm nhận được rất nhiều yêu thú hơi thở. Lúc này nghịch thiên chiến viên dừng bước, tay chỉ phía trước. Diệp Thần dùng thần niệm đảo qua, liền phát hiện bên trong toàn bộ đều là nghịch thiên chiến viên nhất tộc, người mạnh nhất cũng không quá hợp đạo cảnh. Hắn tự mình một người là có thể đối phó. Diệp Thần tộc người hơi thở, trong nháy mắt đưa tới nghịch thiên chiến viên nhất tộc. Những thứ này nghịch thiên chiến viên thực lực căn bản không mạnh, Diệp Thần tùy tiện ra tay liền có thể giải quyết. Giải quyết hết nghịch thiên chiến viên nhất tộc sau đó, Diệp Thần dự định tiếp tục tra xem, nhưng phát hiện nghịch thiên chiến viên nhất tộc, bên trong đôi mắt lại toát ra sợ hãi thần sắc. Diệp Thần cau mày, phải biết nghịch thiên chiến viên nhưng mà đứng đầu huyết mạch, có thể làm cho bọn họ sợ hãi, căn bản không có cái gì. Trừ phi là thần long hoặc là thượng cổ hung thú cấp bậc huyết mạch. Tình huống thật giống như có chút không đúng. Thời khắc này Diệp Thần lại cảm nhận được một tia lãnh ý. Hắn thực lực, dù là dưới Baidu, hắn cũng sẽ không cảm giác được lạnh như băng. Đột nhiên, Diệp Thần con người co rúm một cái, lại thấy được một đám người mặc khôi giáp võ giả, mang một bộ quan tài. Chỉ là những võ giả này khí tức trên người cực kỳ cổ quái. Lại là thần niệm thể. Hơn nữa rất mạnh. Chỗ này làm sao sẽ xuất hiện thần niệm thể? Quỷ dị chính là còn mang một bộ quan tài. Người nào? Ngay tại lúc này, những cái kia võ giả đồng loạt hướng Diệp Thần phương hướng xem ra. Diệp Thần vừa nghe, trong lòng lộp bộp một chút, chỗ này tràn đầy không biết, hắn tự nhiên không thể nào ham chiến, liền trực tiếp hướng Vĩnh Hằng Thánh Vương vị trí chạy đi. Diệp Thần nhanh chóng chạy trốn, nhưng phát hiện những võ giả này không ngừng theo sát. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đuổi kịp hắn. Thấy võ giả khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Thần cắn răng một cái, dừng bước lại. Nếu không thể chạy trốn, chỉ có thể đánh một trận. Diệp Thần cầm chặt trường kiếm trong tay, nâng lên hai chân, một kiếm chém tới. Đối mặt một kiếm này, võ giả không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí căn bản không né tránh. Đâm! Một kiếm hạ xuống. Những võ giả này thân thể biến thành hai nửa, nhưng mà trong nháy mắt gây dựng lại. Ở gây dựng lại ngay tức thì, một đấm oanh đánh ra. Cái này đấm một cái vào Diệp Thần bụng, một cổ to lớn lực lượng từ ngoài vào trong, đánh vào hắn thân thể. Diệp Thần khẽ cau mày. Những thứ này thần niệm lại có thể không kém gì luân hồi mộ địa thần niệm đại năng. Hơn nữa lực lượng này rõ ràng ở tạo hóa cảnh trên. Vĩnh Hằng Thánh Vương mang hắn tới rốt cuộc là địa phương nào? Chỉ là một quyền, Diệp Thần cũng biết căn bản không phải đối thủ. Diệp Thần lui về phía sau hai bước và những võ giả này kéo ra khoảng cách. Ở trong một cái chớp mắt này, võ giả bóng người tại chỗ biến mất, đột nhiên đi tới Diệp Thần sau lưng. Võ giả nâng lên cánh tay, ngón tay vỗ vào Diệp Thần sau lưng mặt. Rắc rắc, hai quyền để cho Diệp Thần người bị thương nặng. Tê. Diệp Thần nhịn đau đau muốn đứng lên, đột nhiên một cái tay bắt hắn sau lưng quần áo. Hắn vốn là muốn tránh thoát, nhưng mà một cái khác võ giả cầm đầu thương đặt ở Diệp Thần trên cổ họng mặt. Diệp Thần cười khổ một tiếng, bây giờ hắn cả người bị bắt, có thể không có thể sống được, căn bản không biết. Mấu chốt những võ giả này đều đang ở tạo hóa cảnh trên. Vĩnh Hằng Thánh Vương rốt cuộc giở trò quỷ gì? Mình đều như vậy, còn không ra. Những võ giả này bắt Diệp Thần sau đó, tại chỗ trở lại, lại mở ra quan tài, trực tiếp cầm hắn cho ném vào. Phịch! Một tiếng rên, quan tài trực tiếp bị đậy lại, Diệp Thần trước mắt một phiến đen nhánh. Hắn vốn là lấy là quan tài tồn phóng thi thể, ai biết bên trong không có bất kỳ vật gì. Những võ giả này tiếp tục đi tới trước, Diệp Thần không muốn biết đi nơi nào, hắn vốn là muốn mở ra, ai biết cái quan tài này xây quá mức nặng nề. Dựa vào hắn lực lượng cũng không mở ra. Dọc theo đường đi, Diệp Thần không biết đi thời gian bao lâu, đột nhiên nắp quan tài bị mở ra. Diệp Thần bị những võ giả này lấy ra tới, ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái,
phát hiện có một cái to lớn du thuyền. Du thuyền cũ nát không chịu nổi, vừa thấy cũng có chút niên đại. Ở bánh xe phía trên thuyền, có từng hàng võ giả đứng. Đạp đạp đạp, lúc này truyền tới một hồi tiếng bước chân. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một người to lớn nam tử đi tới, người mặc kim giáp, một đôi mắt tản ra lạnh người ánh sáng. Bách Chiến Linh Vương, người đã mang tới, chúng ta xin được cáo lui trước. Trong đó một người võ giả, quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng. Đồng ý. Bách Chiến Linh Vương tiếng nói vừa dứt, những võ giả này đều nhịp rời đi, đảo mắt biến mất. Trên mình ngươi có tên kia mùi rượu, chỉ sợ là tên kia mang tới. Theo bổn vương tới đây. Bách Chiến Linh Vương nhìn một cái Diệp Thần, sau đó sải bước đi ở phía trước phương. Diệp Thần nhướng mày một cái, rất rõ ràng, cái này biết Vĩnh Hằng Thánh Vương. Cái này chẳng lẽ chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương miệng lý thuyết cơ duyên. Diệp Thần nhìn một cái, cắn răng một cái theo sau. Bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Thần ở đi theo phía sau Bách Chiến Linh Vương, đi tới bánh xe phía trên thuyền, liếc nhìn lại toàn là võ giả, giếng cái có thứ tự tuần tra. Đi 3 phút, Bách Chiến Linh Vương đi tới một nơi bên ngoài phòng mặt, dừng lại 2 bước. Vào, Bách Chiến Linh Vương đứng ở bên trái, một đôi mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không do dự, một bước bước ra, đi vào trong phòng mặt. Nếu đã tới nơi này, Bách Chiến Linh Vương muốn giết hắn. Căn bản không cần âm mưu quỷ kế. Làm tiến vào bên trong phòng một khắc, vốn là bóng tối gian phòng, đột nhiên sáng lên. Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện chung quanh có một cái bàn, ở bên cạnh có một cái cây mây ghế, phía trên ngồi một người quần áo trắng nam tử, trên mình một cổ nho nhã hơi thở, trong tròng mắt híp nụ cười. Hoan nghênh đi tới Tuế Nguyệt Thuyền, ngồi. Quần áo trắng nam tử vung tay lên, Diệp Thần bên cạnh xuất hiện một cái cây mây ghế. Diệp Thần bước ra bước chân ngồi xuống, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn trong lòng cũng không có sợ hãi. Ngồi ở cây mây cái ghế gỗ mặt, yên tĩnh không nói, giờ phút này quần áo trắng nam tử mở miệng nói, ngươi là cái thứ 6 đi tới luân hồi thuyền người, còn như trước mặt 5 người đã là người chết. Diệp Thần nhướng mày một cái lại không có mở miệng nói chuyện, nếu quần áo trắng nam tử cầm hắn kêu qua tới, tuyệt đối không phải đơn thuần muốn giết hắn. Ngươi là tên kia mang tới. Tên kia từng và chúng ta từng có đánh cuộc, hắn thậm chí tuyên bố, người hắn có thể phá vỡ hết thảy cục. Ta ngược lại là phải xem, ngươi không xứng với tên kia tự tin. Diệp Thần nghe được câu này, hận không nỡ mắng Vĩnh Hằng Thánh Vương dừng lại. Hắn vốn cho là Vĩnh Lão mang hắn tới nơi này là cơ duyên. Kết quả là vì cái này không giải thích được đánh cuộc. Có thể hay không lại ích kỷ một chút. Ngươi có thể đi tới nơi này, hơn nữa là tên kia thuyết minh đã có khiêu chiến tư cách, kế tiếp là sống hay chết thì phải xem mạng ngươi. Diệp Thần yên lặng không nói, bây giờ tình huống gì hắn cũng không biết. Đột nhiên xuất hiện quần áo trắng nam tử, thân phận gì cũng một mực không biết, bất quá lời từ hắn bên trong, không khó nghe được, mình không có lựa chọn. Thằng nhóc, ta biết ngươi nội tâm nghi vấn không thiếu, bất quá chờ ngươi thông qua, hết thảy ta tử sẽ nói cho ngươi. Quần áo trắng nam tử tiếng nói vừa dứt, vung tay lên, giờ phút này cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến hóa. Vốn là một tòa nhà gỗ, đột nhiên biến thành cao vút trong mây cung điện, nhưng mà Diệp Thần liền đứng ở cung điện bên ngoài. Ở bên ngoài viết luân hồi thần điện, đại khí bàng bạc hơi thở bên trong còn toát ra một đoạn phong cách cổ xưa năm tháng. Còn như quần áo trắng chàng trai bóng người cũng sớm đã biến mất, chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần cố nén nội tâm rung động, đẩy cửa ra đi vào. Đâm! Cửa bị mở ra, Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, phát hiện chung quanh không có một vật, một sau một nén nhang, một người hư ảo bóng người, đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Cực kỳ trẻ tuổi. Ta mấy chục ngàn năm trước, là Thiết Huyết Thánh Vương, người có thể theo ta đánh một trận. Một câu nói, để cho Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn đại biến, Thiết Huyết Thánh Vương danh hiệu. Hắn cũng chưa có nghe nói qua. Chỉ bất quá có thể trở thành thánh vương tồn tại, đều là linh võ đại lục cao nhất đỉnh cấp. Vĩnh Hằng Thánh Vương chính là như vậy. Hắn vậy xác định, đám người này quả nhiên và Vĩnh Hằng Thánh Vương một cái lai lịch. Diệp Thần dùng thần niệm quét qua thanh niên hư ảnh cảnh giới,
phát hiện chỉ có hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp, hơi yên tâm lại. Xem ra Thiết Huyết Thánh Vương ở hắn tuổi tác giai đoạn cũng không phải mạnh như vậy, nếu không một tôn Thánh Vương, một đầu ngón tay là có thể nghiền ép hắn. Diệp Thần cầm ra hợp đạo thần khí nắm trong tay, một đôi trong tròng mắt tràn đầy chiến ý, còn có một tia cảnh giác. Có thể trở thành Thánh Vương tồn tại, vị nào không phải tuyệt thế thiên kiêu. Tuế Nguyệt Sát Kiếm. Diệp Thần cánh tay nhẹ khẽ nâng lên, thời gian pháp tắc không ngừng lưu động, kinh khủng hơi thở liên tục không ngừng bộc phát ra, vừa lên tới chính là sát chiêu. Đối mặt đã từng Thánh Vương tồn tại, Diệp Thần phải cẩn thận đối phó. Chiến. Thiết Huyết Thánh Vương một chữ rơi xuống, tốc độ đạt đến mức tận cùng, một đôi thiết quyền giống như thế gian sắc bén nhất đồ sắc bén. Quyền ý vào giờ khắc này, ầm ầm bộc phát ra, sắc bén quyền ý để cho Diệp Thần áo khoác phát ra tiếng vang. Diệp Thần nhướng mày một cái, chung quanh áp lực điên cuồng hướng hắn chút xuống tới. Chanh, chanh, chanh. Diệp Thần kiếm trong tay, phát ra ông ông tiếng vang, một kiếm phá vỡ không khí chung quanh. Trong cơ thể linh khí điên cuồng khơi thông ra, kiếm quang xông ra tia sáng chói mắt. Một kiếm trình độ cao nhất. Một kiếm muốn chém chín tầng trời. Thiết Huyết Thánh Vương bên trong đôi mắt không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại còn mang một món hưng phấn. Hắn khát vọng đánh một trận. Trận chiến này để cho hắn cực kỳ hưng phấn, để cho trong cơ thể hắn máu cũng không nhịn được nhảy lên. Oanh! Hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng nổ vang, giống như sấm. Diệp Thần mắt thường có thể gặp, Thiết Huyết Thánh Vương một đôi thiết quyền xuất hiện vết kiếm, vậy ước chừng mà thôi, liền một giọt máu loãng đều không chảy xuống. Biến thái giống vậy phòng ngự. Thiết Huyết Thánh Vương đã liều chết xông tới, đi tới Diệp Thần bên người. Một đôi thiết quyền dù chưa đến, bất quá quyền ý đã phá vỡ Diệp Thần gò má. Đinh! Diệp Thần nâng lên cánh tay dùng trong tay hợp đạo thần khí đón đỡ ở. Đạp đạp! To lớn lực đạo, để cho hắn không nhịn được lui về phía sau hai bước, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Diệp Thần đầy mắt khiếp sợ thần sắc, mấy vạn năm trước Thiết Huyết Thánh Vương, còn trẻ lúc lại như thế mạnh. Phải biết, hắn thực lực đã có thể trong nháy mắt giết hỗn nguyên đỉnh cấp, nhưng là ở Thiết Huyết Thánh Vương trước mặt, hoàn toàn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, thậm chí loáng thoáng còn bị áp chế. Minh! Ở Diệp Thần lui về phía sau thời điểm, xuất hiện sau lưng một đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Ngọn lửa nóng bỏng phún ra ngoài, Phượng Hoàng hư ảnh như tia chớp vào tới Thiết Huyết Thánh Vương trước mặt. Trận chiến này hắn phải thắng, cái này chỉ bất quá ải thứ nhất mà thôi, tòa đại điện này tổng cộng có 5 tầng, sợ rằng chỉ có toàn bộ qua cửa, mới có thể. Thiết Huyết Thánh Vương ở tầng thứ nhất, chỉ bất quá yếu nhất tồn tại, như không thể chiến thắng, như thế nào đối mặt chiến đấu kế tiếp. Hắn bây giờ đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có đánh một trận. Thiết Huyết Thánh Vương đối mặt Phượng Hoàng bóng người, đôi cánh tay dương ra, hai cái tay đột nhiên bắt hai cánh. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phượng Hoàng hư ảnh bị xé vỡ thành hai mảnh, biến mất ở hư không bên trong. Diệp Thần thấy một màn này, khóe miệng không nhịn được hung hăng co quắp một chút, tay xé Phượng Hoàng, Thiết Huyết Thánh Vương chỉ sợ là mấy vạn năm trước thân xác cường giả. Nói không chừng Thiết Huyết Thánh Vương khỏe hẳn trạng thái, thật có thể cùng Phượng Hoàng thần thú ganh đua cao thấp. Ta chưa hết hứng, có thể hay không và ta thân xác đánh một trận. Thiết Huyết Thánh Vương một đôi chiến ý trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, như vậy chiến đấu để cho hắn căn bản không thống khoái. Chỉ có nguyên thủy nhất chiến đấu, mới có thể kích thích hắn mạnh nhất ý chí chiến đấu. Được. Diệp Thần không có bất kỳ do dự trực tiếp đáp ứng, hắn có mình kiêu ngạo. Mấy vạn năm trước cường giả thì như thế nào, hắn tin tưởng mình không thể so với người bất kỳ kém. Thiết Huyết Thánh Vương mạnh mẽ, sẽ không phai mờ hắn ý chí chiến đấu, chỉ sẽ để cho hắn đổi được cường đại hơn. Cường giả chân chính, đạp vô số thiên kiêu hài cốt lên chức. Cùng kỳ cuộc chiến, Diệp Thần không sợ người bất kỳ. Hắn nói, sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Diệp Thần thu hồi trong tay hợp đạo thần khí, cầm chặt hai quả đấm. Hai người đơn độc dựa vào thân xác đánh một trận. Chiến! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một cái đi nhanh liều chết xung phong đến Thiết Huyết Thánh Vương trước mặt. Cầm chặt quả đấm hai người trực tiếp đối với đuổi ra ngoài, hai người trực tiếp dùng nguyên thủy nhất chiến đấu. Phịch, phịch, phịch!
một quyền tiếp theo một quyền, xương giòn vang liên tiếp. Diệp Thần đôi cánh tay chấn tê dại, hai quả đấm bên trong xương cũng không biết bể nát nhiều ít cây. Màu da quả đấm cũng sớm đã biến thành màu đỏ thắm, trong cơ thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Diệp Thần thân xác lực một mực không tính là kém, chỉ bất quá đối mặt Thiết Huyết Thánh Vương, vẫn là có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Oanh! Thiết Huyết Thánh Vương đấm một cái vào Diệp Thần phía trên ngực. Diệp Thần cưỡng ép nhịn đau đau, cắn răng một cái tiếp tục đánh ra. Thiết Huyết Thánh Vương một cái tay cầm Diệp Thần hai quả đấm, bỗng nhiên giơ chân lên, Diệp Thần cũng không yếu thế. Hai cổ lực lượng va chạm. Thiết Huyết Thánh Vương bị đau một tiếng, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Giờ phút này Diệp Thần trực tiếp và hắn kéo ra khoảng cách, bóng người chạm đều có chút đứng không vững. Một mực tiếp tục như vậy, thua thiệt chỉ là Diệp Thần, nhưng là hắn không có bất kỳ khiếp đảm. Ổn định thân thể, ngược lại xông thẳng về trước xông lên đánh ra. Cầm chặt máu tươi đầm đìa hai quả đấm, chỉ cần có thể đi, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Diệp Thần nói, chỉ có chết trận, tuyệt không nhận thua. Thậm chí Diệp Thần không có dùng bất kỳ lá bài tẩy. Luân hồi mộ địa, ác ma mắt, hết thảy cũng không có đụng tới. Hắn phải dựa vào chính mình và mấy vạn năm trước thiên tài đánh một trận. Ý chí cường đại lực, vào giờ khắc này đưa đến tác dụng. Thiết Huyết Thánh Vương thấy một màn này, bên trong đôi mắt thoáng qua một tia nhu hòa. Người ý chí còn chưa đủ, lực lượng của thân thể chỉ là bề ngoài chỉ có ý chí vĩnh hằng. Dù là thân xác tử vong, ý chí bất diệt, người chính là tồn tại không chết. Thiết Huyết Thánh Vương mở miệng nói, không chút do dự, một quyền đánh vào Diệp Thần trên mình. À! Diệp Thần không nhịn được gọi ra, một quyền này tựa như không chỉ là thân thể đau đớn, còn có linh hồn run rẩy. Chiến! Diệp Thần cắn chặt hàm răng, một đôi máu đỏ ánh mắt, giống như phong ma. Giờ khắc này hắn quên mất mình đang làm gì vậy? Quên hết mọi thứ, trong nội tâm chỉ còn lại chiến ý. Không điên ma không được sống. Thiết Huyết Thánh Vương mỗi một quyền, cũng đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Mỗi đánh tới một quyền, cũng phải chịu đựng trước đau triệt cánh cửa lòng cảm giác. Diệp Thần quơ múa cánh tay tốc độ, càng ngày càng chậm, trên nắm tay mặt lực lượng không ngừng giảm thiếu. Hắn bây giờ, cả người trên dưới giống như người máu như nhau, hắn trong đầu chỉ còn lại huê quyền. Hai cổ cực hạn lực lượng va chạm. Diệp Thần nặng nề nện xuống đất. Diệp Thần ngón tay động một cái, nhất thời bây giờ, toàn thân chuyển tới đau tê tâm liệt phế đau. Bây giờ hắn mỗi một cái xương đều không hoàn hảo. Giờ phút này Thiết Huyết Thánh Vương đi tới Diệp Thần trước mặt, đáng buồn nhìn hắn một mắt. Bây giờ ngươi, còn chưa xứng trở thành ta đối thủ. Thiết Huyết Thánh Vương tiếng nói vừa dứt, cầm chặt hai quả đấm của mình. Quyết định đấm một cái vào Diệp Thần trên lồng ngực. Quả đấm sắp rơi xuống, Diệp Thần ở nguy cơ sinh tử thời khắc, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng hơi thở. Cái này cổ hơi thở, dù là để cho Thiết Huyết Thánh Vương, cũng không nhịn được lui về phía sau. Oanh! Diệp Thần trong cơ thể truyền tới một tiếng nổ vang, trong cơ thể khí huyết giống như biển khơi vậy đang cuồn cuộn. Giờ khắc này hắn đột nhiên rõ ràng, Thiết Huyết Thánh Vương nói. Trước kia hắn chỉ là theo dựa vào chính mình thân xác, chưa bao giờ nghĩ tới ý chí lực có thể làm gì. Chỉ cần ngươi ý chí bất diệt, bản thân chính là vĩnh hằng tồn tại. Hắn xương ở trải qua hủy diệt sau đó, một lần nữa sống lại. Mỗi một lần hủy diệt và sống lại, để cho hắn thân xác đổi được càng cường đại hơn, cách đột phá chỉ còn lại một đường. Lúc này Diệp Thần, thân xác ở lột xác, phá kén thành bướm. Xác xác. Xác xác, Diệp Thần thân xác bên trong, truyền tới từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Giờ khắc này, Diệp Thần chậm rãi đứng lên, hắn toàn bộ trên người khí thế, đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Ý chí bất diệt, thân xác bất hủ. Diệp Thần khóe miệng bên trong lẩm bẩm nói nhỏ, giờ khắc này hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Thiết Huyết Thánh Vương ở một bên nhìn, bên trong đôi mắt toát ra vui mừng nụ cười. Lại tới đánh một trận. Diệp Thần lấp lánh hữu thần trong mắt, nhìn chằm chằm Thiết Huyết Thánh Vương, cả thân chiến ý do như núi lửa miệng bùng nổ như nhau, không ngừng bộc phát ra. Được. Thiết Huyết Thánh Vương bỗng nhiên bây giờ liều chết xông tới, hắn tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Diệp Thần mặt không đổi sắc,
một cặp mắt màu nhắm lại, sau đó cầm chặt quả đấm, nâng lên cánh tay. Một đấm khoảnh khắc bây giờ rơi xuống, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Thiết Huyết Thánh Vương phát ra một tiếng rên, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đảo mắt một cái đi nhanh xông tới, mượn mặt đất lực lượng, hắn cả người nhún nhảy. Đang nhảy nhảy ở giữa không trung trong nháy mắt, hai cái tay cầm chặt chung một chỗ, ngay tức thì đập xuống. Oanh oanh oanh! Giờ khắc này, Thiết Huyết Thánh Vương mặt không đổi sắc, một đôi thiết quyền chưa bao giờ nghĩ tới lui về phía sau. Hắn đưa ra quả đấm, liều mạng đi giết. Hai người va chạm nhau, toàn bộ cung điện mặt đất bị Diệp Thần đập ra một cái hố to. Ở bên trong hố to, Thiết Huyết Thánh Vương trạng thái cũng không khá hơn chút nào, một đôi máu tươi đầm đìa quả đấm, ngực sụp xuống. Khí tức cả người, đã thoi thóp. Diệp Thần nhìn Thiết Huyết Thánh Vương, mãi mãi không đổi ánh mắt, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Ngươi rất tốt, ta cùng tuổi bên trong không phải ngươi đối thủ. Giờ khắc này, Thiết Huyết Thánh Vương hoàn toàn đồng ý Diệp Thần. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, nhẹ khom người, nếu không phải Thiết Huyết Thánh Vương mà nói, chính hắn không biết lúc nào mới có thể lãnh ngộ. Đây là chính ngươi bản lãnh, ta ở nơi này chờ mấy chục ngàn năm, cũng nên hoàn toàn biến mất. Giúp ta hướng Vĩnh Hằng Thánh Vương hỏi thăm sức khỏe, hắn chọn người, không sai. Thiết Huyết Thánh Vương nói xong câu này nói, cả người bóng người không ngừng hư ảo, chớp mắt bây giờ liền hoàn toàn biến mất. Diệp Thần trái tim bên trong ôm kinh ý, ở Linh Võ Đại Lục, mấy vạn năm cường giả cũng sớm đã biến mất ở sông dài năm tháng bên trong. Ở Thiết Huyết Thánh Vương biến mất sau đó, vốn là không có một vật cung điện xuất hiện một cái hành lang. Diệp Thần từng bước một bước vào trong hành lang mặt. Ở một nơi trong phòng, quần áo trắng nam tử đứng bên cạnh Bách Chiến Linh Vương. Quần áo trắng chàng trai trước mặt, có một mặt gương, trong gương chính là Diệp Thần hình bóng. Lão nhân kia sợ rằng thật phải thắng, hắn rất tốt. Bách Chiến Linh Vương đột nhiên mở miệng, khen ngợi một tiếng. Có thể tiến vào luân hồi thuyền võ giả, mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng phần lớn liền ải thứ nhất cũng làm khó dễ. Không phải tuyệt thế thiên kiêu quá yếu, ngược lại là bọn họ không rõ ràng một cái đạo lý. Ở chỗ này có thể sẽ chết, nhưng là cũng có thể lấy được vô thượng cơ duyên. Nguy hiểm và cơ hội vĩnh viễn đều là cùng tồn tại. Nếu như Diệp Thần không là dựa vào thân xác lực và Thiết Huyết Thánh Vương chiến đấu, dù là đánh bại Thiết Huyết Thánh Vương, cũng sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt. Cơ duyên có thể hay không đạt được, hết thảy các thứ này đều cùng Diệp Thần lựa chọn có liên quan. Thật là không tệ, chỉ bất quá muốn đi ra tới, vậy không như vậy dễ dàng, đừng quên, cuối cùng một vị nhưng mà trấn áp một cái thời đại tồn tại. Quần áo trắng nam tử tiếng nói vừa dứt, một đôi trong tròng mắt thoáng qua một tia hoài niệm thần sắc. Hắn của ban đầu, làm sao thử không phải trấn áp một cái thời đại, nhưng mà cái này mấy vạn năm năm tháng trôi qua, lại có ai biết hắn. Một nhóm kia cường giả, chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Vương vẫn còn ở Linh Võ Đại Lục khổ khổ chống đỡ. Giấc mộng kia nói mơ cuối cùng sẽ đem Vĩnh Hằng Thánh Vương chiếm đoạt. Muốn còn sống, chỉ có tìm được một cái có thể ngăn cản người kia tồn tại. Đối với hết thảy các thứ này, Diệp Thần căn bản không biết, đi lên tầng thứ hai và tầng thứ nhất cung điện không có bất kỳ khác biệt. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh chờ đợi, tin tưởng không bao lâu, sẽ xuất hiện một người cường giả. Tầng thứ nhất thì có đáng sợ như vậy cường giả, tầng thứ hai tuyệt đối càng kinh khủng hơn. Diệp Thần phải cẩn thận đối đãi, chờ đợi sau một nén nhang, quả nhiên xuất hiện một người. Diệp Thần đứng lên, nhìn một cái lại là một cô gái. Cô gái ăn mặc màu đỏ áo đầm, diêm dúa lòe lòe thân thể và dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương hạ tiền đặt cuộc tiểu tử. Vậy chưa ra hình dáng gì mà. Lão nhân kia lúc còn trẻ còn trộm xem bổn tọa tắm, nếu ngươi là hắn mang tới, ta cũng sẽ không khách khí. Bổn tọa Hồng Liên Thánh Vương, theo ta đánh một trận. Hồng Liên Thánh Vương thanh âm nhẹ bỗng mở miệng, giống như thế gian động lòng người nốt nhạc. Mà ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần cả người sắc mặt đột nhiên đổi được tái nhợt, một búng máu phun ra ngoài. Ở Hồng Liên Thánh Vương nói xong câu này lời thời điểm, một cổ thần hồn lực, đột nhiên ở hắn đầu óc bây giờ bùng nổ. Thần hồn lực,
Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, tại mới vừa trong nháy mắt thời điểm, Hồng Liên Thánh Vương, lặng yên không tiếng động thần hồn lực, tiến vào hắn trong đầu. Hồng Liên Thánh Vương là thần hồn lực cường giả, hơn nữa thần hồn phía trên thành tựu, tuyệt đối ở trên hắn. Thần hồn của ngươi lực, quá mức nhỏ yếu. Hồng Liên Thánh Vương khóe miệng toát ra một tia giễu cợt, thần sắc tràn đầy khinh thường. Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá trong tròng mắt cảnh giác thần sắc, càng ngày càng ngưng trọng. Thần hồn lực đối kháng, một không cẩn thận, hắn liền sẽ biến thành ngu si hoặc là người điên. Hồng Liên Thánh Vương lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau đó một cổ thần hồn lực, trực tiếp xông vào hắn trong đầu. Giờ khắc này, Hồng Liên Thánh Vương thần hồn lực, hóa thành từng cái màu đỏ tơ mang, điên cuồng tập sát. Diệp Thần thần hồn lực và Hồng Liên Thánh Vương so với, hai người khác xa lắc xa lơ. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh. Hắn lúc này chỉ có thể bị động phòng thủ, gắt gao khống chế mình thần hồn, không để cho Hồng Liên Thánh Vương xâm lược. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, tiếp tục như vậy không kiên trì được bao lâu, Hồng Liên Thánh Vương sớm muộn sẽ phá vỡ hắn phòng ngự. Sa sút chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn, hắn phải nghĩ biện pháp phản kích. Diệp Thần và Hồng Liên Thánh Vương liền đứng ở một bên, thân xác không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ bất quá ở trong đầu đã kịch liệt triển khai giao phong. Hồng Liên Thánh Vương công kích vô cùng sắc bén, căn bản không cho Diệp Thần một tia thở dốc cơ hội. Diệp Thần đầu óc không ngừng thất thủ, chỉ còn lại cuối cùng một mảnh đất, cố gắng để cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Vượt hốt hoảng nói, chỉ sẽ hơn nữa dễ dàng sa sút. Diệp Thần trong đầu nghĩ tới rất nhiều biện pháp, chỉ bất quá thần hồn lực thủ đoạn quá ít. Bây giờ ngươi nhận thua, nói không chừng ta có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Giờ phút này Hồng Liên Thánh Vương lạnh giọng mở miệng nói, Diệp Thần ở trước mặt nàng, căn bản không có bất kỳ trở tay năng lực. Muốn ta nhận thua, không thể nào. Diệp Thần cắn hàm răng, điều khiển thần hồn lực, điên cuồng xông lên đi giết. Lại tiếp tục phòng thủ đi xuống, đã không có bất cứ hiệu quả nào, còn không bằng hoàn toàn buông tay đánh một trận. Hắn buông tha phòng thủ, ngược lại điên cuồng lợi dụng thần hồn lực, không ngừng xông lên đi giết. Diệp Thần thần hồn lực, hóa thành một thanh kiếm, chém về phía Hồng Liên Thánh Vương. Đâm! Hồng Liên Thánh Vương dễ như trở bàn tay tránh khỏi, thần hồn lực điên cuồng bùng nổ. Diệp Thần ứng phó không kịp, trong miệng khạc ra một búng máu, hắn trong đầu, đã rất khó lại chịu đựng đi xuống. Thần hồn lực, ở ngươi trong mắt chẳng qua là đối địch một loại thủ đoạn, hoặc là nói chỉ là dùng để ngàn binh bạo. Hồng Liên Thánh Vương ở Diệp Thần trong đầu mở miệng, nàng thần hồn lực xâm lược, có thể thu lấy Diệp Thần trí nhớ. Diệp Thần không nói gì. Hồng Liên Thánh Vương nói không sai, đối với thân xác hắn còn có tu luyện, chỉ bất quá thần hồn lực, rất ít tu luyện, hết thảy đều là tùy duyên. Ý chí ngươi đại biểu thể xác, nhưng mà tinh thần đại biểu thần hồn của ngươi. Hồng Liên Thánh Vương chỉ nói một câu, lại để cho Diệp Thần đột nhiên có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Hồng Liên Thánh Vương và Thiết Huyết Thánh Vương nói, có quá nhiều chỗ tương tự, Diệp Thần có thể một mà ra ba. Nếu ý chí bất diệt thể xác bất hủ, vậy tinh thần bất diệt, thần hồn bất hủ. Một câu nói, khá có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Diệp Thần cảm kích nhìn một cái Hồng Liên Thánh Vương, hắn đột nhiên cảm giác, lần này khiêu chiến, càng giống như là từng vị Thánh Vương dạy dỗ. Đám người này cũng không phải là và Vĩnh Hằng Thánh Vương có cái gì tiền đặt cuộc. Mà là, bọn họ và Vĩnh Hằng Thánh Vương như nhau, ở trên người mình đặt tiền cuộc. Hy vọng để cho mình trưởng thành, đi đối kháng cái gì? Nhưng là kết quả là đối kháng cái gì chứ? Diệp Thần không biết. Nơi này tồn tại nguy cơ, nhưng là ở Diệp Thần xem ra, cơ duyên càng cường đại hơn. Thần hồn bất diệt, thể xác bất diệt, đến lúc đó ai có thể giết chết hắn? Hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Diệp Thần đột phát kỳ tưởng, đem mình thần hồn lực ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Đang ngưng tụ ngay tức thì, hoa sen bay lượn, xông về Hồng Liên Thánh Vương. Bảo, ở hoa sen vào tới Hồng Liên Thánh Vương trong một cái chớp mắt này, bỗng nhiên nổ. Một kích này, tuyệt đối là Diệp Thần thần hồn lực, kinh khủng nhất một lần. Cầm thần hồn lực ngưng tụ chung một chỗ, sau đó ở ngay tức thì nổ, sinh ra hiệu quả cũng không phải là một thêm một như thế đơn giản. Không sai,
nhưng là muốn giết ta, còn chưa đủ. Hồng Liên Thánh Vương bên trong đôi mắt thoáng qua một tia thần sắc tán thưởng. Diệp Thần một kích này, vậy chỉ bất quá có thể đối với nàng tạo thành một chút tổn thương mà thôi, liền bị thương nặng cũng không đạt tới. Ta tinh thần há là ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Thần chân mày thượng thiêu, thần sắc liều lĩnh, hắn trong đầu thần hồn lực, không ngừng ngưng tụ. Giờ phút này Hồng Liên Thánh Vương ngẩng đầu vừa thấy, mặt đẹp hoàn toàn biến thành khiếp sợ thần sắc. Diệp Thần cầm thần hồn lực lại ngưng tụ thành thiên đạo lôi kiếp. Dù là Hồng Liên Thánh Vương, ở mấy chục ngàn năm trước, cũng không dám dùng thần hồn lực tới ngưng tụ thiên đạo. Đây là đối thiên đạo một loại chọn tiết. Thiên đạo quyết không cho phép loại này tồn tại. Oanh! Ở Tuế Nguyệt Thuyền bên ngoài, bầu trời bộc phát ra nặng nề tiếng vang, thiên đạo đang tức giận. Đang gầm thét. Hắn là thiên đạo độc nhất vô nhị tồn tại, bây giờ lại có người tới ngưng tụ thiên đạo. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn. Oanh oanh oanh! Đinh tai nhức óc tiếng vang, đất đai bắt đầu nổ tung, nước biển cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên, giống như ngày tận thế vậy. Để cho người nhìn run sợ trong lòng, sấm sét lóe lên ở hư không phía trên, thề cần thiết hạ xuống lôi kiếp hủy diệt Diệp Thần. Đối với bên ngoài hết thảy, Diệp Thần không biết chút nào, bất quá hắn vậy không có quan tâm, khiêu khích thiên đạo đã không phải là một lần hai lần. Ngưng tụ thiên đạo, không, hắn không xứng. Diệp Thần một lời kinh người, thần hồn lực ngưng tụ thành thiên đạo, nhưng là vẫn chưa kết thúc. Ở thiên đạo phía trên, một bóng người đột nhiên ngưng tụ. Hồng Liên Thánh Vương vừa thấy, đây chính là Diệp Thần bản thân hình dáng. T. Người điên rồi. Hồng Liên Thánh Vương hai tròng mắt, tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Diệp Thần cách làm, hoàn toàn áp đảo thiên đạo trên, một đôi chân đạp thiên đạo. Mọi người ai dám nói bao trùm thiên đạo trên? Dù là nàng thân thành Thánh Vương, cũng không dám nói chân đạp thiên đạo. Mặc dù nơi này thiên đạo và ngoại giới không giống nhau. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhưng là cũng không có ai dám ở chỗ này làm như vậy à. Võ giả đối thiên đạo, đều có lòng sợ hãi. Diệp Thần cách làm, hoàn toàn hung hãn rút ra thiên đạo gò má. Bên ngoài quần áo trắng nam tử và Bách Chiến Linh Vương, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, cái này Diệp Thần thật đúng là vô cùng gan dạ. Cửu đại nhân, ngày này đạo. Bách Chiến Linh Vương ngón tay một mắt phía trên. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thiên đạo diệt thế hơi thở, Bách Chiến Linh Vương cũng sớm đã tra thấy. Không cần phải để ý đến, chúng ta chẳng qua là biến mất luân hồi, ở luân hồi trên thuyền, không sợ bất kỳ tồn tại. Cửu đại nhân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dù là đối thiên đạo cũng không có vẻ sợ hãi. Võ giả vốn là nghịch thiên mà đi, thiên đạo thì như thế nào, chỉ cần đủ mạnh, sớm muộn có một thiên. Thiên đạo cũng phải bị ta dẫm ở dưới chân. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một đôi trong tròng mắt điên cuồng thần sắc. Hồng Liên Thánh Vương thật lâu không nói, cũng không biết nên nói cái gì. Cái này nhất thế, ta phải đứng ở đỉnh núi cao nhất đỉnh, ngửa mặt trông lên mọi người, vô địch thế gian. Đây chính là Diệp Thần tinh thần, cũng là hắn ý chí. Diệp Thần thần hồn hư ảnh, bắt nơi này thiên đạo. Lại hung hãn hướng Hồng Liên Thánh Vương đập tới. Hồng Liên Thánh Vương khóe miệng hung hăng co quắp, Diệp Thần lại cầm thiên đạo làm vũ khí, hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn người điên. Oanh! Thần hồn lực khoảnh khắc bây giờ nổ, đứng tại chỗ Hồng Liên Thánh Vương, đột nhiên thất khiếu chảy máu. Nhất kích Hồng Liên Thánh Vương, người bị thương nặng, lại cũng không có đánh lại năng lực. Diệp Thần mở hai mắt ra, nhìn một cái Hồng Liên Thánh Vương, cung kính một bái. Bỏ mặc kết cục như thế nào, Hồng Liên Thánh Vương đáng tôn kính. Ngươi rất tốt, đồng thời kỳ ta không bằng ngươi. Vậy trộm xem ta tám lão già kia, không có chọn lầm người. Mặc dù nơi này thiên đạo và bên ngoài thiên đạo không phải một cái lượng cấp, nhưng là chỉ ít, ngươi chứng minh mình. Ngươi cũng là mấy chục ngàn năm qua, duy nhất một dám đối với vác thiên đạo tồn tại. Hồng Liên Thánh Vương, ở đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Còn trẻ lúc đó, cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là cùng Diệp Thần đồng thời kỳ so với, không bằng hắn. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ thần sắc mừng rỡ, nếu như người khác, có thể ở cùng thời kỳ, đánh bại Thánh Vương cấp bậc tồn tại, sợ rằng có thể thổi phồng cả đời.
Hồng Liên Thánh Vương bóng người dần dần biến mất, Diệp Thần ngồi trên mặt đất. Thần hồn lực đối chiến, coi như hữu kinh vô hiểm xông qua. Ở phía sau, Diệp Thần sẽ gặp phải cái gì căn bản không rõ ràng, hắn bây giờ chỉ có thể mau sớm điều dưỡng thân thể, đạt tới một cái khỏe hẳn trạng thái, mới có thể đối phó kế tiếp khảo nghiệm. Diệp Thần nghỉ ngơi ba nén nhang thời gian, quyết định bước vào nấc thang bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài nhưng là long trời lở đất. Bởi vì huyết hồn tộc cường giả lại từ yêu thánh trong bí cảnh đi ra. Hơn nữa theo Diệp Thần hơi thở, lại thời gian thứ nhất huyết sát đảo. Dẫn đầu lại là một vị tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả. Tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả thủ đoạn cực kỳ khủng bố, như lão các người chung nhau chống cự, người bị thương nặng, mới miễn cưỡng ngăn cản. Dẫu sao bọn họ cảnh giới bây giờ yếu hơn vị này huyết hồn tộc cường giả à? Chỉ bất quá cái này là tạm thời, huyết hồn tộc cường giả tuyệt đối còn sẽ tấn công, cùng lần tấn công kế tiếp, bọn họ sát tông lấy cái gì ngăn cản? Hơn nữa huyết hồn tộc cường giả, đã bao vây toàn bộ huyết sát đảo. Bọn họ một khi chạy trốn, thời gian đầu tiên cũng sẽ bị phát hiện. Muốn chạy căn bản chạy không thoát. Trước mắt bọn họ, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cùng Diệp Thần xuất hiện. Đối với hết thảy các thứ này, Diệp Thần căn bản không biết, hắn vẫn còn ở luân hồi phía trên thuyền. Diệp Thần cả người hiện đầy vết thương, cả người kéo thân thể, từng bước một bước vào tầng thứ 5. Vốn là ở tầng thứ 4 thời điểm, Diệp Thần chuẩn bị điều dưỡng thân thể một chút, hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, nhưng là trong này quy tắc lại không cho phép. Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể kéo trọng thương thân thể, tiến vào tầng thứ 5 bên trong. Thật may tầng thứ 5 cường giả cũng không có thời gian đầu tiên xuất hiện, Diệp Thần tranh đoạt từng giây từng phút, cầm ra chữa thương đan dược, bỏ vào trong miệng. Một lúc lâu sau, Diệp Thần rốt cuộc có một tia năng lực ngăn cản. Ông! Tầng thứ 5 không gian truyền tới một hồi chập chờn, Diệp Thần đứng dậy, ngẩng đầu vừa thấy. Một người lãnh ngạo chàng thanh niên, trong tay ôm một thanh kiếm, Diệp Thần ở hắn trong mắt lại cảm nhận được cô độc thần sắc. Liếc nhìn lại, Diệp Thần cảm nhận được kiếm sắc bén mang, đâm thấu hắn cặp mắt. Mạnh! Đây là cho Diệp Thần cảm giác đầu tiên, dù là đối mặt tạo hóa cảnh tiên tôn, cũng không có cho hắn một loại cảm giác vô lực. Tựa hồ bất kỳ thủ đoạn, ở trước mặt hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta, đã từng trấn áp một cái thời đại, được gọi là kiếm tôn. Kiếm tôn trong thanh âm mặt, cực kỳ lạnh lùng, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một chuôi bảo kiếm tuyệt thế. Diệp Thần nội tâm nhất quá khiếp sợ, vẫn là kiếm tôn một câu nói, trấn áp một cái thời đại. Ở kiếm tôn thời đại, hắn chính là linh võ đại lục người mạnh nhất, không có một trong. Người bất kỳ cũng sẽ ở trên tay hắn bị trấn áp. Bất kỳ tuyệt đại thiên kiêu, đều phải ngửa mặt trông lên hắn hình bóng. Đây là hàng tỷ võ giả, chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Diệp Thần vốn cho là trấn áp một cái thời đại tồn tại, chỉ ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới mấy chục ngàn năm trước, lại thật sự có người có thể làm được. Thần niệm quét qua, cha thấy kiếm tôn cảnh giới, lại đã đạt tới nửa bước tiên tôn cấp bậc. Hơn nữa chỉ kém một tia liền sẽ đột phá tạo hóa cảnh. Phải biết, những thứ này ngưng tụ hư ảnh, đều là và Diệp Thần cùng một tuổi tác. Ở Diệp Thần 20 hơn tuổi tuổi tác, kiếm tôn đã lập tức đột phá tạo hóa cảnh. Nếu như Diệp Thần trễ nữa một năm, đối mặt tuyệt đối không phải nửa bước tiên tôn, mà là tạo hóa cảnh tiên tôn. Người lĩnh ngộ bất hủ ý chí, bất hủ tinh thần, bất hủ chiến ý, bất hủ linh hồn. Có thể hay không lĩnh ngộ ta trong tay bất hủ kiếm ý. Kiếm tôn thanh âm mở miệng, giống như một tòa núi cao. Diệp Thần trải qua tầng 4 cung điện, tất cả lĩnh ngộ bất hủ, bây giờ hắn cảnh giới mặc dù là hỗn nguyên cảnh 3 tầng trời, nhưng là toàn lực bùng nổ nói, nửa bước tiên tôn đều có đánh một trận tư cách. Dĩ nhiên đối mặt kiếm tôn như vậy nửa bước tiên tôn và phổ thông thần quân, giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Ở phía ngoài cung điện, Cửu Đại Nhân và Bách Chiến Linh Vương, một đôi trong tròng mắt, bốc lửa nóng. Mấy chục ngàn năm qua, duy chỉ có Diệp Thần đi tới tầng thứ 5, có thể hay không lấy được chân chính truyền thừa, chỉ kém một bước cuối cùng. Đây cũng là bọn họ bảo vệ mấy vạn năm nguyên nhân, tìm chân chính người thừa kế, vì tương lai những cái kia kinh khủng tồn tại đến, cất giữ linh võ đại lục sau cùng sức sống.
Thời gian đối với tại bọn họ mà nói, đã càng ngày càng thiếu, cửu đại nhân suy đoán, không tới trăm năm, những cái kia tồn tại liền sẽ kéo nhau trở lại. Người đàn ông kia sẽ đối với bọn họ động thủ. Trăm năm thời gian, đối với bọn họ mà nói, chỉ bất quá chuyện trong chớp mắt tình, bọn họ đã không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Cửu đại nhân, ngươi nói Diệp Thần có thể thông qua sao? Bách Chiến Linh Vương trong thanh âm mặt, xen lẫn nghi ngờ và từng luồng kích động. Mấy chục ngàn năm qua, lập tức có người, chỉ thiếu chút nữa có thể thông qua, hắn như thế nào có thể đủ khống chế nội tâm tâm tình kích động? Ta không biết. Ngươi đi hỏi Vĩnh Hằng Thánh Vương đi, hắn cầm thằng nhóc này mang đến, nhất định là có nguyên nhân. Cửu đại nhân cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu một cái. Khi thấy kiếm tôn mới nhìn thời điểm, hắn chỉ còn lại sợ hãi. Thiết huyết thánh vương cũng tốt, hồng liên thánh vương cũng tốt, đều là sanh ở và kiếm tôn một cái thời đại. Đây là bọn họ may mắn, cũng là của bọn họ bi ai. Có thể thấy được chí cường giả bóng người, dù là ngửa mặt trông lên vậy đủ may mắn, nhưng kiếm tôn một người, trấn áp bọn họ một cái thời đại. Để cho bọn họ người bất kỳ, ở kiếm tôn trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Có chỉ là sâu đậm kính sợ và khủng bố. Kiếm tôn không phải tạo hóa cảnh tiên tôn gọi, mà là kiếm đạo độc tôn. Ở thời đại kia, không người có thể tiếp lấy kiếm tôn một kiếm. Tầng thứ 5 cung điện, đối mặt kiếm tôn mà nói, Diệp Thần không có mở miệng, hắn đối với kiếm đạo hiểu không kém, nhưng là đối mặt người trước mắt, tựa như đứa nhỏ vậy. Kiếm tôn không lên tiếng nữa, chỉ là cầm ra ôm ở ngực kiếm. Đâm! Cái hộp kiếm mở ra, một thanh trường kiếm cầm ở kiếm tôn trong tay. Có thể hay không tiếp ta một kiếm? Kiếm tôn những lời này không hề bá đạo, ngược lại có một loại khẩn cầu giọng. Hắn sừng sững ở đỉnh núi, thân làm chấn đè một cái thời đại cường giả, không có người có thể tiếp hắn một kiếm. Người bất kỳ ở trước mặt hắn, liền đánh một trận tư cách cũng không có. Cường giả, là cô quạnh, hắn khát vọng có người có thể đủ tiếp lấy hắn một kiếm. Khát vọng bị đánh bại mùi vị. Diệp Thần yên lặng không nói, cầm ra máu ma kiếm, bất hủ tinh thần, bất hủ linh hồn, bất hủ ý chí, vào giờ khắc này bộc phát ra. Trên đại điện, tràn ngập khí tức bất hủ, vì sao là bất hủ? Vĩnh sinh bất diệt, vạn thế dài tích chữ. Diệp Thần bất hủ ý, mặc dù cũng không có đạt đến vĩnh sinh bất diệt bước, nhưng cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Oanh oanh oanh! Diệp Thần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kinh khủng hơi thở, tràn ngập ở bên trong đại điện. Huyết ma kiếm ma khí, quấn quanh ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Thời khắc này Diệp Thần, giống như một tôn ma thần hạ xuống thế gian. Một đôi máu đỏ trong mắt, trên mình lộ ra sát khí, hắn biết kiếm tôn rất mạnh. Trước mắt hắn, một kiếm có thể cũng không tiếp nổi, nhưng tuyệt không nhận thua. Đây là hắn ý chí. Dù là thất bại không thể nghi ngờ cục diện, cũng phải đem hết toàn lực. Ngươi, quá nhỏ bé. Kiếm tôn nâng lên cánh tay, trường kiếm ở giữa không trung bên trong. Ông ông ông. Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm, đột nhiên toát ra khiếp đảm thần sắc, vẻn vẹn chỉ là chuẩn bị khua kiếm, thì phải để cho huyết ma kiếm thần phục. Tuế nguyệt sát kiếm. Thời gian pháp tắc điên cuồng phun ra, một cổ kiếm ý thẳng xông lên trời cao. Nếu hắn gọi là kiếm tôn, Diệp Thần thì phải dùng kiếm trong tay, tới đánh bại hắn. Diệp Thần trong xương cốt kiêu ngạo và quật cường, không phục người bất kỳ. Kiếm tôn trấn áp một cái thời đại thì như thế nào? Tương lai hắn, vậy giống vậy có thể làm được. Không chịu thua quật cường. Kiếm tôn mặt không cảm giác, một đôi mắt hằng cổ không sóng, hắn vung tay lên, một kiếm chém ra. Một kiếm này không có bất kỳ sặc sỡ. Bình thản không có gì lạ, thậm chí để cho người lấy là tiện tay nhất kích là có thể phá vỡ. Diệp Thần vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, một kiếm này bên trong, có bất hủ kiếm ý. Vì sao là bất hủ kiếm ý? Một kiếm vung ra đi, trọn đời bất diệt, tồn lưu thế gian. Bất hủ ý nghĩa vĩnh hằng. Dù là thiên địa hủy diệt, kiếm khí của hắn vẫn tồn tại như cũ. Hai đạo kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt. Kiếm tôn kiếm khí trực tiếp nghiền ép tuế nguyệt sát kiếm, một kiếm tấn công tới. Một kiếm này mau đến mức tận cùng, dù là Diệp Thần dùng thần niệm vậy không theo kịp tốc độ, vội vàng bây giờ, Diệp Thần dùng huyết ma kiếm tới đón đỡ. Nhưng mà hắn tốc độ,
vẫn là chậm một ít, một kiếm bỗng nhiên nghiền ép ở Diệp Thần phía trên ngực. Oanh! Diệp Thần thân thể, trực tiếp đụng vào cung điện phía trên, toàn bộ cung điện lảo đảo muốn rơi xuống. Ở trên ngực của hắn mặt, từng đạo sâu đậm vết thương, máu đỏ tươi nước không lấy tiền vậy tung rơi, không chỉ có như vậy, bất hủ kiếm ý, không ngừng phá hoại Diệp Thần trong cơ thể sức sống. Hắn trắng bệch gò má, không có bất kỳ màu máu, cả người trên dưới, không có bất kỳ khí lực. Kiếm tôn chỉ một kiếm, để cho hắn người bị thương nặng, thoi thóp. Thời khắc này Diệp Thần liền một câu nói đều không nói được, trong răng mặt tràn đầy máu. Thật may Diệp Thần lĩnh ngộ bất hủ ý chí và bất hủ linh hồn, nếu không bất hủ kiếm ý, trong nháy mắt là có thể hủy diệt sức sống. Ở bên trong phòng, Cửu Đại Nhân và Bách Chiến Linh Vương, hai người thần sắc ảm đạm xuống. Kiếm tôn thực lực, vẫn là quá mạnh mẽ, Diệp Thần một kiếm cũng không gánh nổi. À, thằng nhóc này đánh bại. Vĩnh Hằng Thánh Vương đánh bại. Chúng ta đều thua. Cửu Đại Nhân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đã dự đoán đến, tiếp theo Diệp Thần sợ rằng sẽ đầu lìa khỏi xác. Dù là kiếm tôn thời kỳ niên thiếu, cũng là vô địch tồn tại. Diệp Thần một cặp mắt màu nhắm lại, khí tức trên người càng ngày càng yếu ớt. Kiếm tôn từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt, sau đó mở miệng nói, người kiếm trong tay, là giết địch vẫn là làm bạn. Kiếm trong tay, chỉ là ngươi giết địch đồ sắc bén sao. Như ngươi có thể lãnh ngộ bất hủ kiếm ý, dù là trong tay cầm nhánh cây, một kiếm cũng có thể trong nháy mắt giết tiên tôn. Kiếm tôn ở Diệp Thần bên người dừng lại chốc lát, sau đó toát ra thần sắc thất vọng, xoay người bước ra đi. Ở kiếm tôn xoay người trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, mở miệng nói ta còn chưa bại. Vốn là chín đại nhân đã chuẩn bị tắt hương, nhìn tiếp nữa đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đại nhân, người mau xem Diệp Thần. Bách Chiến Linh Vương đột nhiên mở miệng, một đôi trong tròng mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Cửu đại nhân ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Thần lại chậm rãi đứng lên, để cho hắn khiếp sợ cũng không phải là nơi này. Diệp Thần trên mình lại quấn vòng quanh một tia như có như không bất hủ kiếm ý. Cái này, cửu đại nhân ở nơi này hàng tỷ năm tháng, không biết thấy qua nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu, nhưng chưa bao giờ có người, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý. Chỉ là như vậy sao? Cũng không phải là. Kiếm tôn còn trẻ lúc đó, ở cùng kỳ cũng là vô địch tồn tại, không có người có thể tiếp lấy một kiếm. Bây giờ Diệp Thần đứng lên, có thể đại biểu cái gì? Đại biểu kiếm tôn một kiếm, hắn tiếp theo. Mấy chục ngàn năm, chưa bao giờ có người làm được qua, nhưng một màn trước mắt, nhưng chân thật xảy ra. Diệp Thần một cái sáng tạo kỳ tích người đàn ông. Mấy chục ngàn năm không người làm được sự việc, hắn làm được. Diệp Thần nhìn kiếm tôn hình bóng, trong răng mặt mặc dù đều là máu loãng, nhưng là chậm rãi đứng lên, giữ tợn cười một tiếng. Kiếm tôn xoay người ảnh, một cặp mắt màu nhìn Diệp Thần. Đột nhiên bây giờ khóe miệng xuất hiện một nụ cười châm biếm. Có thể tiếp lấy một kiếm, ta đánh bại. Ở kiếm tôn trong mắt, kiếm trong tay hắn, có thể chém hết tất cả, có người có thể đủ tiếp lấy hắn một kiếm này, vậy đại biểu hoàn toàn đánh bại. Không, ta muốn đánh bại ngươi. Diệp Thần một lời kinh người. Có thể tiếp lấy kiếm tôn một chiêu bất bại, đã đủ kiêu ngạo, bây giờ lại muốn đánh bại kiếm tôn. Tới chiến. Kiếm tôn cầm chặt kiếm trong tay, một đôi trong tròng mắt tràn đầy chiến ý. Hắn khát vọng bại một lần. Diệp Thần trạng thái bây giờ cũng không tốt, bởi vì kiếm tôn bất hủ kiếm ý, tiến vào hắn trong thân thể. Để cho hắn cảm nhận được một tia bất hủ kiếm ý mùi vị, nhưng tạo thành thân thể tổn thương, chưa bao giờ giảm thiếu. Kiếm tôn có niềm kiêu ngạo của hắn, Diệp Thần cũng có mình cốt khí. Tiếp lấy một chiêu coi là thắng. Đối với Diệp Thần mà nói chỉ có thể coi là làm nhục. Hắn muốn quang minh chánh đại, đánh bại kiếm tôn. Chiến! Diệp Thần gầm thét một tiếng, trước mắt hắn trạng thái toàn dựa vào bất hủ ý chí chống đỡ. Oanh! Bất hủ ý chí thẳng xông lên trời cao, trong tay huyết ma kiếm, toát ra từng tia bất hủ kiếm ý. Diệp Thần nâng lên trong tay huyết ma kiếm, tiện tay chém một cái, hắn buông tha bất kỳ chiêu thức, bất kỳ công pháp nào. Một đạo không có gì là kiếm quang, bỗng nhiên chém ra đi. Đại đạo chí giản, trở lại nguyên trạng. Không tệ. Kiếm tôn khen ngợi một tiếng,
đã từng có thể trấn áp một cái thời đại tồn tại, tầm mắt cao bao nhiêu, nhưng hắn không thể không bội phục Diệp Thần thiên phú. Có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đại đạo chí giản, trở lại nguyên trạng. Kiếm tôn đối mặt cái này một đạo kiếm quang, hướng về phía Diệp Thần một kiếm chém ra đi. Hai cái kiếm đạo tồn tại, chỉ có dùng kiếm quyết định thắng bại. Cái này hai đạo kiếm quang, sắp đến một loại tốc độ cực hạn, giống như bình minh tảng sáng. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, không có bộc phát ra bất kỳ tiếng vang, thậm chí liền một chút gợn sóng cũng không có. Hai đạo kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, lại mỗi người xuyên qua đi. Đâm! Kiếm quang đâm vào Diệp Thần trên cánh tay mặt, hắn một búng máu phun ra ngoài, kiếm tôn bóng người lui về phía sau hai bước, hơi có vẻ thương trắng. Hắn hai người chúng ta không có bất kỳ ngăn cản. Người bất hủ kiếm ý, ở đồng thời kỳ đã cùng ta sánh vai. Kiếm tôn mà nói, để cho cửu đại nhân và bách chiến linh vương, cũng cảm nhận được vẻ khiếp sợ. Diệp Thần lớn lên tốc độ, chân thực quá nhanh. Còn chưa đủ. Diệp Thần lắc đầu một cái, muốn đánh bại kiếm tôn, bất hủ kiếm ý lực lượng còn chưa đủ. Chỉ có vượt qua kiếm tôn bất hủ kiếm ý, mới có thể đánh bại. Cửu đại nhân và bách chiến linh vương trong nội tâm thấp thỏm, Diệp Thần thật có thể đánh vỡ thần thoại sao? Đánh vỡ kiếm tôn vô địch chi tư. Bây giờ bọn họ trong nội tâm không biết, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Cùng thời khắc đó, luân hồi thần điện cách đó không xa, một cái trên mặt hơi say, ôm bầu rượu ngủ ông già đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn có một tia tang thương, còn có lau một cái vui vẻ yên tâm. Hắn chậm rãi uống một hớp rượu, lẩm bẩm nói, Diệp Thần, bàn cờ này, ta lựa chọn ngươi, thật xin lỗi. Vận mệnh ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Ngươi phải chịu thật quá nhiều. Nhưng là, chúng ta thật không có lựa chọn. Bởi vì lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mãi mãi đến bây giờ, có thể chống cự những tên kia, chỉ có ngươi. Ai? Oanh oanh oanh. Diệp Thần và kiếm tôn kiếm quang, không ngừng tại đại điện bên trong lóe lên, bất hủ kiếm ý tràn đầy toàn bộ cung điện. Thời khắc này Diệp Thần, toàn thân không có một nơi hoàn hảo địa phương, cả người trên dưới và người máu như nhau. Mặt hắn gò má, từng đạo vết kiếm đường chéo. Một cặp mắt mâu cũng đã gần muốn không mở ra được. Kiếm tôn cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai người đối mặt kiếm quang, căn bản không sẽ đi ngăn cản. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, cau mày, hắn cảm giác chỉ thiếu chút nữa, là có thể vượt qua kiếm tôn, nhưng bước này muốn bước ra đi, cũng không dễ dàng. Có thể một giây đồng hồ, cũng có thể cả đời cũng đạp không đi ra. Diệp Thần cánh tay đau nhức, tay run rẩy cánh tay. Muốn nâng lên kiếm khí lực cũng sắp không có. Bất hủ rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Kiếm tôn lúc này đột nhiên lẩm bẩm nói nhỏ. Bất hủ, như thế nào tồn tại? Cái này thế gian thật sự có bất hủ sao? Diệp Thần không biết, vậy không biết, cái này thế gian cường giả biết bao hơn, nhưng ai có thể vĩnh hằng? Dù là trấn áp một cái thời đại kiếm tôn, không cũng giống vậy diệt vong. Giờ khắc này, Diệp Thần đột nhiên mê mang. Rốt cuộc vì sao là bất hủ? Kiếm tôn nhìn Diệp Thần vẻ mặt mê mang, cũng không có nói gì nhiều, ngược lại giơ tay lên một kiếm xông lên đi giết. Một kiếm này tuyệt đối có thể muốn Diệp Thần mệnh. Một đạo bất hủ kiếm quang tấn công tới, Diệp Thần cũng không có bất kỳ động tác. Hắn có thể cảm nhận được tự thân nguy cơ, nhưng là hắn không nhúc nhích. Diệp Thần muốn ở sống chết một đường bây giờ, tìm được cửa đột phá. Kiếm quang khoảng cách Diệp Thần cổ chỉ còn lại 10 mm khoảng cách, đột nhiên hắn ánh mắt hơi sáng ngời. Vì sao là bất hủ? Chỉ cần lòng bất hủ, chính là vĩnh hằng tồn tại. Thân xác có thể diệt, linh hồn có thể bể, duy chỉ có lòng người vĩnh hằng bất diệt. Diệp Thần đột nhiên hiểu ra, chỉ gặp hắn một kiếm chém ra đi, toàn bộ cung điện run rẩy không ngừng tan vỡ. Kiếm tôn một đạo kiếm quang, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, đảo mắt bị nghiền ép. Oanh! Một kiếm chém vào kiếm tôn trên thân thể. Rắc rắc! Giờ phút này kiếm tôn thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng hắn cũng không có bất kỳ thống khổ và thất lạc, trong mắt lại tràn đầy một tia thỏa mãn. Ta, cuối cùng đánh bại! Tiếng nói vừa dứt, kiếm tôn thân thể bỗng nhiên bể tan tành, biến mất ở trong cung điện mặt. Diệp Thần hướng về phía kiếm tôn biến mất địa phương, nhẹ một bái. Tầng 5 cung điện.
nếu không phải năm đại cường giả, Diệp Thần căn bản không biết năm nào tháng nào, mới sẽ lãnh ngộ bất hủ ý chí, bất hủ linh hồn, bất hủ chiến ý, bất hủ tinh thần, bất hủ kiếm ý. Cái này năm đại cường giả, đáng Diệp Thần tôn kính. Cung điện bùng nổ một hồi tiếng vang, rốt cuộc lại xuất hiện một cái hành lang. Diệp Thần nhướng mày một cái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, sải bước vào đi. Cửu đại nhân một mặt khiếp sợ thần sắc, ở bên cạnh Bách Chiến Linh Vương, có thể rõ ràng nghe gặp hắn tiếng tim đập. Đã từng trấn áp một cái thời đại người đàn ông, đánh bại. Cố nhiên là người đàn ông kia thanh niên thời đại, thực lực không đạt tới đỉnh cấp một phần vạn, nhưng là có thể dung chuyển loại này tồn tại, vậy không thể tưởng tượng nổi à. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kiếm tôn vô địch chi tư, trải qua mấy vạn năm năm tháng, thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Thần thoại cuối cùng bị đánh vỡ. Bách Chiến Linh Vương tồn tại, cũng không phải là và kiếm tôn một cái thời đại, đối với cửu đại nhân tâm tình, cũng không có cách nào hiểu. Diệp Thần một người từ trong hành lang mặt đi vào, phát hiện nơi này cũng không phải là cung điện, ngược lại là một cái mật thất. Trong mật thất mặt chỉ có một tòa lò lửa đang cháy, Diệp Thần còn không có đến gần, những thứ này lửa cháy bừng bừng lại để cho hắn thân xác, mơ hồ cảm giác được đau đớn. Phải biết, trước mắt hắn thân xác, một ít ngọn lửa bình thường căn bản không tổn thương được hắn. Trừ một cái lò lửa, chung quanh không có bất kỳ vật gì, Diệp Thần chịu đựng nóng bỏng cháy cảm, đi tới bên cạnh lò lửa bên. Ở lò lửa quanh thân khắc vẽ viễn cổ chữ viết, Diệp Thần xem không hiểu. Ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, dị biến phát sinh, lò lửa nắp đột nhiên mở ra, truyền tới một cổ to lớn hấp lực. Diệp Thần ứng phó không kịp, trực tiếp bị hút ở giữa không trung bên trong. Tình huống gì? Hắn cả người nhướng mày một cái này cổ hấp lực quá mức mạnh mẽ, căn bản không đỡ được. Hô hô hô! Diệp Thần khoảng cách tiến vào bên trong lò, chỉ còn lại không tới 10 mét. Lò bên trong ngọn lửa lại là màu u lam, tựa như quỷ hỏa nhất vậy. Ngọn lửa hơi thở, để cho Diệp Thần đều cảm giác được sợ hãi. Cái này cổ hỏa diễm nếu như cháy ở trên người hắn mà nói, sợ rằng không cần bao lâu, hắn thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Thần cả người cười khổ một tiếng, sớm biết cũng không phát cáu lò bên này. Kinh khủng sức hấp dẫn, đưa tới từng cơn tiếng gió hú, giờ phút này Diệp Thần lại vậy không kiên trì nổi, cả người tiến vào trong lò lửa. Oanh! Ngọn lửa nóng bỏng, ngay tức thì cầm Diệp Thần quần áo toàn bộ cháy. Thật may Diệp Thần thân xác coi như mạnh mẽ, có thể chống đỡ chốc lát. Chỉ bất quá ngọn lửa này quá bá đạo, hắn vậy không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó toàn thân thì sẽ hoàn toàn cháy. Một nơi trong phòng, cửu đại nhân thu hồi tâm tình kích động, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cửu đại nhân, bây giờ Diệp Thần đã tiến vào càn khôn trong lò mặt, có thể không thể đi ra, còn muốn xem vận mệnh của hắn. Cửu đại nhân thu hồi gương. Sau đó thân thể đứng lên, đi theo Bách Chiến Linh Vương đi ra ngoài. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần một người. Sống hay chết toàn dựa vào vận mệnh của hắn. Diệp Thần ở trong hỏa lò mặt thừa nhận đau đớn kịch liệt, những ngọn lửa này căn bản không biện pháp tắt. Nhiệt độ nóng bỏng, không ngừng cháy máu hắn thịt. Những thứ này màu u lam ngọn lửa, không ngừng tiến vào hắn trong thân thể, để cho hắn cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở. Giống như vậy, bề ngoài nóng bức cộng thêm trong cơ thể âm lãnh, để cho hắn đau đến không muốn sống. Diệp Thần không có phát hiện, trong cơ thể hắn ẩn núp huyết mạch tựa như bị cái gì hấp dẫn, truyền đến dị động. Tựa như sôi trào. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Vương mang hắn tới nơi này, và luân hồi huyết mạch có chút liên lạc. Luân hồi huyền bia là Vĩnh Hằng Thánh Vương tự mình nói, hắn tất nhiên đối với mình luân hồi huyết mạch vô cùng rõ ràng. Mà nơi này lại là luân hồi thần thuyền. Luân hồi hai chữ, có quá nhiều không muốn người biết qua lại. Thời gian không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần cả người rơi vào hôn mê trạng thái. Vậy thật may không hề mục nát ý chí, hắn còn chưa chết đi, trong cơ thể máu tựa hồ hoàn thành nào đó đổi thành. Mỗi một tích bên trong máu, đều tràn đầy nổ tính lực lượng. Diệp Thần toàn bộ người khí tức trên người, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không lúc nào đều có một tia bất hủ ý vị. Oanh! Càn khôn lò truyền tới một tiếng nổ vang, nắp lò mở ra,
Diệp Thần cả người thân thể bị một cổ hấp lực, ném ra. Diệp Thần giờ khắc này bên ngoài cơ thể toát ra hơi thở, tựa như không phải là người, mà là cự thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn một cái tự thân. Cẩn thận cảm giác liền một chút, phát hiện cũng không có vấn đề quá lớn, cũng chỉ hoàn toàn yên tâm lại. Hắn bây giờ, không có bất kỳ không thích ứng, ngược lại cảm giác cả người thoải mái. Không chỉ có như vậy, hắn bây giờ cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, phảng phất giống như hình một người cự long như nhau. Mặc dù không biết tại sao sẽ như vậy, bất quá Diệp Thần cảm giác đây là chuyện tốt. Bây giờ hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mình cũng không biết, sợ rằng được tìm người đánh một tràng. Hơn nữa, lực lượng này thật giống như bị vật gì đó trói buộc. Chẳng lẽ và luân hồi huyền bia có liên lạc? Đạp! Lúc này truyền tới tiếng bước chân, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Bách Chiến Linh Vương. Bách Chiến Linh Vương trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, lạnh nhạt mở miệng nói, nếu đã từ càn khôn trong lò mặt đi ra, theo ta đi gặp cửu đại nhân. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, xoay người đi theo Bách Chiến Linh Vương sau lưng. Đi sau nửa giờ, đi tới một nơi trong phòng, Bách Chiến Linh Vương mở cửa, một mình rời đi. Diệp Thần đi vào, phát hiện cửu đại nhân vẫn cùng trước kia như nhau, ngồi ở cây mây cái ghế gỗ. Thằng nhóc, bây giờ ngươi, chân chính đi lên bất hủ thần thể con đường. Diệp Thần có thể cảm giác đến thể chất biến hóa, còn như bất hủ thần thể là cái gì, hắn không biết. Gặp Diệp Thần không nói gì, cửu đại nhân tiếp tục mở miệng nói, mấy chục ngàn năm qua, chỉ có một mình ngươi thông qua khảo nghiệm, lấy được bất hủ thần thể, như có một ngày, ngươi thể chất có thể đột phá đại thành, không người có thể giết ngươi. Trên cái thế giới này có thể xứng với luân hồi huyết mạch, cũng chỉ có bất hủ thần thể. Cửu đại nhân một câu nói, hoàn toàn để cho Diệp Thần kinh hãi, không người có thể giết. Đây là khái niệm gì, chỉ cần có thể bất hủ thần thể đạt đến đại thành, hắn chính là trấn áp một cái thời đại tồn tại. Ngươi trở thành người thừa kế, có một số việc, tự nhiên vậy phải nói cho ngươi. Cửu đại nhân tiếng nói vừa dứt, đưa tay chỉ một cái, một đạo chùm ánh sáng vọt vào Diệp Thần trong đầu. Giờ phút này Diệp Thần đột nhiên thấy, một tràng mãi mãi cuộc chiến. Chỉ bất quá không biết là mình tu vi vấn đề vẫn là cái gì, hình ảnh có chút mơ hồ. Bất quá một đạo thân ảnh vô cùng rõ ràng. Đó là một cái thần long trên người đàn ông. Người đàn ông vóc người to lớn, quanh thân lộ ra uy áp cường đại, chỉ riêng liếc một cái, để cho người nhìn mà sợ. Hắn chỉ như vậy nhàn nhạt nhìn mọi người, khóe miệng khinh thường, vô cùng dửng dưng. Thần long trên người đàn ông tựa hồ hiệu lệnh vô số cường giả. Vừa tựa hồ muốn cưỡng ép chân áp hết thảy. Hắn hiệu lệnh những cường giả này hơi thở kinh người, mỗi một cái cường giả thực lực, tựa hồ chỉ cần một quyền, là có thể tiêu diệt cả thế giới sinh linh. Mỗi một cái cường giả, không ngừng cua múa quả đấm, mỗi một quyền đều mang đi hết thảy. Lúc này hình ảnh một chuyển, Diệp Thần thấy Hồng Liên Thánh Vương, Thiết Huyết Thánh Vương còn có Kiếm Tôn các người. Những thứ này Thánh Vương lại có mấy ngàn người, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, sinh linh đồ thán, toàn bộ linh võ đại lục cũng rơi vào trong bóng tối. Một tôn tôn Thánh Vương ngã xuống, ở phía sau bọn họ tạo hóa cảnh đếm không hết, còn như hợp đạo cảnh, nhỏ yếu giống như con kiến hôi vậy. Diệp Thần thấy Kiếm Tôn vô địch chi tư, một kiếm hạ xuống tựa như toàn bộ cửu trọng thiên cũng bị chém đứt. Mỗi một kiếm cũng thu hoạch vô số cường giả sinh mạng, huyết chiến không biết bùng nổ nhiều ít năm. Linh võ đại lục đúng cái địa phương đều bị nhiễm thành màu đỏ thắm, trên chiến trường hợp đạo cảnh và tạo hóa cảnh, hoàn toàn chính là con kiến hôi. Hình ảnh lần nữa một chuyển, một tôn tôn thánh vương thi thể để, kiếm tôn trên mình vết thương chồng chất, khí tức cả người cực kỳ yếu ớt. Diệp Thần có thể cảm giác đến, kiếm tôn sợ là không được. Kiếm tôn đứng ở trên ngọn núi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, trong tay vẫn là thanh kiếm kia. Ở đỉnh núi phía dưới, một tôn tôn thánh vương sau lưng không biết nhiều ít cường giả. Ta là kiếm tôn, vạn kiếm tôn sư, ta cùng lấy tự thân máu tươi là phong ấn, vĩnh trấn hết thảy. Ở kiếm tôn sau lưng, một cái tế đàn, kiếm tôn cầm chặt kiếm trong tay, trực tiếp từ vẫn máu loãng tung rơi vào phía trên tế đàn, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Kiếm tôn cũng chưa chết, ngược lại đảm nhiệm chảy máu dịch phun ra,
thời gian từng giờ từng phút đã qua. Kiếm tôn trên mặt không có bất kỳ màu máu, cả người giống như thây khô vậy, cuối cùng mất đi sống. Từng cái cường giả, giống như bay nga tấn công hỏa nhất vậy, ngã ở phía trên tế đàn. Những cường giả này, tùy tiện cầm ra một vị, đều là linh võ đại lục chí cường giả. Bọn họ những cường giả này, sống mấy trăm ngàn năm cũng không có vấn đề, nhưng từng cái bỏ ra sinh mạng, chỉ làm chấn đẻ những cường giả kia. Thứ không biết chết sống, các ngươi hành động này chỉ bất quá chậm trễ ta kế hoạch. Thần long trên người đàn ông hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn biến mất. Phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Hình ảnh kết thúc, Diệp Thần trong tròng mắt đã có chút ướt át. Những thứ này năm tháng vô tận cường giả, toàn bộ cống hiến ra sinh mạng, mới giữ nguyên linh võ đại lục sinh linh. Cuộc bể dâu, những thứ này biến mất năm tháng, hoàn toàn bị lạc ở sông dài bên trong. Bây giờ linh võ đại lục sinh linh, sợ rằng không người nhớ đoạn này u ám năm tháng. Vô tận năm tháng đã qua, ban đầu phong ấn đã cực kỳ yếu ớt, sợ rằng không bao lâu, cái tên kia sẽ kéo nhau trở lại. Người ở sau lưng hắn có thể dung chuyển thiên địa, thiên đạo làm lực. Cửu đại nhân xúc động một tiếng, ban đầu để ngừa vạn nhất, mới lưu lại chiếc này luân hồi thuyền, tìm chân chính truyền nhân. Linh võ đại lục bình tĩnh, còn có thể biết bao lâu. Tiền bối, như bọn họ đánh trở lại, ta sẽ liều chết đánh một trận. Diệp Thần biết, lấy được truyền thừa, tương lai đối mặt trách nhiệm vậy lại càng lớn. Cửu đại nhân vui mừng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng cách người kia kế hoạch, còn có vạn năm thời gian, cái này vạn năm bên trong, người phải nghĩ biện pháp tu luyện tới đại thành, vậy chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản hết thảy. Cái này thời gian có thể trước thời hạn, người tận lực không nên cùng người đàn ông kia tiếp xúc. Người bây giờ còn chưa có tư cách. Vạn năm thời gian, đối với cường giả mà nói, chỉ bất quá bế quan một đoạn năm tháng. Để lại cho Diệp Thần thời gian, đã không nhiều lắm. Cửu đại nhân, bất hủ thần thể như thế nào mới có thể đại thành? Đối với bất hủ thần thể, Diệp Thần không biết gì cả. Dù là đối với luân hồi huyết mạch, hắn cũng không biết. Cửu đại nhân khẽ mỉm cười, bất hủ thần thể và luân hồi huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, luân hồi huyết mạch cần gì, bất hủ thần thể liền cần gì. Nghe được câu này, Diệp Thần theo bản năng nói, luân hồi huyền bia. Ta không biết, chính ngươi cảm ngộ. Cửu đại nhân nhẹ lắc đầu một cái, lộ ra một đạo nụ cười thần bí, tựa như để cho Diệp Thần đi đoán. Bất hủ thần thể tồn tại, mấy chục ngàn năm một mực có truyền thuyết này, dù là bọn họ, cũng không biết. Bất hủ thần thể có thể hay không tu luyện. Cửu đại nhân rất vui mừng, hắn còn có thể thấy được bất hủ thần thể xuất thế. Diệp Thần cả người cười khổ một tiếng, nếu cửu đại nhân không nói, hắn muốn tu luyện bất hủ thần thể, căn bản không thể nào ra tay. Chỉ có cầm sự chú ý đặt ở luân hồi huyền bia trên. Bất hủ thần thể đường, còn cần chính người đi, như có một ngày, người tu luyện tới đại thành, ở giữa thiên địa, người chính là bất tử bất diệt tồn tại. Liên quan tới bất hủ thần thể, vậy chỉ là một truyền thuyết, dù là mấy chục ngàn năm trước, cũng không có bất hủ thần thể xuất thế. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bất tử bất diệt tồn tại, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Cái này thế gian cường giả, không có bất kỳ một người nào, dám nói mình bất tử bất diệt. Sanh lão bệnh tử, năm tháng tuần hoàn. Càn khôn lò người có thể mang đi, còn như chúng ta, đã sớm nên biến mất ở giữa thiên địa. Giúp ta hướng Vĩnh Hằng Thánh Vương hỏi thăm sức khỏe, những năm này, một mình hắn khổ khổ chống đỡ, chúng ta cũng nhìn thấy. Cửu đại nhân trên mặt không có bất kỳ thần sắc thương cảm, trên mặt còn có một tia giải thoát. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành, tiếp theo cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Đối với cái này thế gian, bọn họ đã không có bất kỳ lưu luyến, mấy chục ngàn năm trước nên biến mất. Diệp Thần đứng ở bên cạnh, không biết cần phải nên nói cái gì. Hắn nội tâm hơi nặng nề. Những cường giả này, đáng hắn tôn trọng. Chỉ là linh võ đại lục sinh linh, bỏ ra sinh mạng. Diệp Thần tự hỏi, hắn sợ rằng không có như thế cao thượng, hắn chỉ muốn bảo vệ mình người thân và bạn. Oanh! Toàn bộ luân hồi thuyền, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, cửu đại nhân bóng người, càng ngày càng hư không. Tiền bối, một đường đi tốt. Diệp Thần thật sâu cúi đầu một cái.
Cửu đại nhân cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, mấy chục ngàn năm cũng không có đi gặp bạn cũ của ta, cũng không biết bọn họ bây giờ hình dáng gì. Cửu đại nhân nói xong, bóng người hoàn toàn tiêu tán trên đời gian. Luân hồi thuyền vậy biến mất không gặp, tựa như hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Trên mặt đất, chỉ lưu lại một cái càn khôn lò, Diệp Thần đi tới càn khôn thân lò bên. Lúc này càn khôn lại thu nhỏ lại không tới 3 cm, lò bên ngoài cũng không có bất kỳ hơi thở nóng bỏng, tựa như giống như một cái tuyệt đẹp bộ phận. Diệp Thần thận trọng thu, càn khôn lò tuyệt đối là chí bảo, cửu đại nhân không có nói công hiệu, xem ra sau này chỉ có thể tự đi lục lọi. Diệp Thần cuối cùng trở lại chỗ cũ, hắn trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Vĩnh Hằng Thánh Vương vẫn còn ở ôm bầu rượu ngủ, phảng phất giống như một cái không có chuyện gì người. Từ chuyện mới vừa rồi tới xem, Diệp Thần mò tới một ít dấu vết. Vĩnh Hằng Thánh Vương và những người này đều biết, hơn nữa những người này tồn tại cực kỳ rất xưa. Vô tận năm tháng bên trong, chàng đại chiến kia, đám người này toàn bộ tiêu diệt, chỉ lưu lại Vĩnh Hằng Thánh Vương khổ khổ chống đỡ. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Vương ở cùng mình? Diệp Thần đi tới Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt, mới vừa muốn mở miệng, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền duỗi người đứng lên, thằng nhóc, nhanh như vậy liền đi ra, cảm giác như thế nào? Xem ra, người đã lĩnh ngộ bất hủ thần thể. Cũng không tệ lắm. Diệp Thần không nhịn được mở miệng nói, Vĩnh Lão, chàng đại chiến kia rốt cuộc cụ thể như thế nào? Tại sao các ngươi loại cấp bậc này cường giả cũng sợ hãi những người đó? Còn nữa, ta mơ hồ bây giờ thấy được một cái thần long trên người đàn ông. Người đàn ông này kết quả là... Nghe được câu này, Vĩnh Hằng Thánh Vương con người bỗng nhiên co rúm một cái, ngắt lời nói, không nên hỏi đừng hỏi. Có một số việc, người sau này tự nhiên sẽ biết. Bây giờ biết, đối với ngươi không có quá nhiều chỗ tốt. Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ ý thức được mình quá mức hà khắc, lại hòa hoãn nói cảm ơn. Diệp Thần. Diệp Thần bối rối, tuyệt đối không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thánh Vương lại đột nhiên tới một câu cảm ơn, hắn mới vừa muốn hỏi cái gì, Vĩnh Hằng Thánh Vương lại nói. Thời gian xong hết rồi, chúng ta lên đi, ngươi thà quan tâm những thứ này, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm ngươi một chút sát tông đi. Diệp Thần ngẩn ra, sát tông thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương chưa có hồi âm, vừa uống rượu vừa hướng trước bên ngoài đi. Đến huyết sát đảo, Diệp Thần ngửi thấy một cổ nồng đậm mùi máu tanh. Trong lòng hắn trầm xuống. Thằng nhóc, xem ra là những cái kia bị phong ấn huyết hồn tộc ngửi được mùi của ngươi, tìm tới cửa. Ta không tiện ra tay, ta không xác thực định những tên kia có phải hay không dám thị ta trước biến mất một hồi, lúc cần thiết, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Còn như Vạn Kiếm Đế Cung, bây giờ còn chưa tới cấp bách ở trước mắt bước, ngươi xử lý xong cái đuôi lại đi. Chỉ như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Vương lưu lại mấy câu nói, bóng người liền hóa thành lấm tấm tiêu tán ở Diệp Thần trước mặt. Ngay tại Vĩnh Hằng Thánh Vương thời điểm biến mất, Diệp Thần mở miệng nói, Vĩnh Lão, ngươi thủ đoạn cao siêu, có thể hay không tạm thời áp chế huyết hồn tộc phong ấn. Vĩnh Hằng Thánh Vương không trả lời. Diệp Thần bây giờ cũng không có tâm tình quan tâm Vĩnh Hằng Thánh Vương sự việc, hắn vội vàng hướng sát tông phương hướng chạy tới. Đến một cái sát tông chi địa, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, chung quanh không có bất kỳ sát tông võ giả, trong không khí mặt nổi lơ lửng mùi máu tanh. Không đúng. Mới vừa thu phục không lâu Đoan Mộc Nhan thấy Diệp Thần, cũng là vội vàng vàng vọt tới. Thiếu chủ, thật giống như xảy ra chuyện. Đoan Mộc Nhan sắc mặt nhẹ biến đổi. Hắn một mực ở sai người đào mỏ, căn bản không biết phía trên chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi. Diệp Thần vung tay lên, mang Đoan Mộc Nhan hướng sát tông đại điện đi. Giờ phút này, ở sát tông trong đại điện mặt, Trần Phong bọn họ sắc mặt dị thường khó khăn xem. Huyết hồn tộc bao vây toàn bộ huyết sát đảo, bọn họ muốn đi ra ngoài và chạy trốn, cũng không có bất kỳ biện pháp. Bây giờ Ngưu lão bị thương. Đoan Mộc Nhan và thiếu chủ lại không có ở đây, bọn họ một đám người căn bản không nắm được chủ ý. Chân thực không được, chúng ta đánh ra coi là. Kỳ lão, Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, nóng nảy có chút nóng nảy, một mực tiếp tục như vậy mà nói, căn bản không phải biện pháp. Nếu như cùng huyết hồn tộc cường giả tới đây, bọn họ những người này một cái cũng chạy không thoát, còn không bằng xông ra, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Kỳ lão,
lại cùng hai ngày đi, xem thiếu chủ bọn họ có trở về hay không tới, nếu như không trở lại, chúng ta liền xông ra. Trần Phong ở một bên mở miệng nói. Ai cũng biết, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng sẽ bị vây. Ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Kỳ lão đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần hơi thở. Thiếu chủ trở về. Giờ phút này Kỳ lão vừa mở miệng, mọi người toàn bộ đều nhìn ngoài cửa. Khi thấy Diệp Thần bóng người trong nháy mắt, nhiều người nội tâm của người hoàn toàn đổi được an định lại. Chỉ cần Diệp Thần còn ở đó, liền giống như định hải thần châm vậy. Diệp Thần trở lại một cái, trực tiếp ngồi ở chủ vị, lạnh giọng mở miệng nói, Kỳ lão, trước mắt là tình huống gì? Đang đuổi đi đại điện thời điểm, Diệp Thần vậy thấy huyết hồn tộc bao vây toàn bộ huyết sát đảo. Nếu không phải lo lắng sát tông, hắn đã sớm xông lên đi giết, trước mắt trong cơ thể hắn ý chí chiến đấu sôi sục, hận không được bây giờ liền đại chiến một phen. Thiếu chủ, trước mắt Ngưu lão bị một người huyết hồn tộc tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả đánh trọng thương, bên ngoài huyết hồn tộc bao vây huyết sát đảo, một người tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả chấn giữ. Nghe được Kỳ giả báo cáo, Diệp Thần nhướng mày một cái, Ngưu lão người bị thương nặng, huyết hồn tộc cường giả sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Thiếu chủ, ta đề nghị trực tiếp xông lên đánh ra, như vậy một mực đi xuống, cũng không phải biện pháp. Kỳ lão cái này trong hai ngày mặt, một mực nín lửa giận, hận không được phát tiết ra ngoài. Thật làm ta sát tông không người, ta vốn không muốn nhúng tay huyết hồn tộc sự việc, nếu hôm nay bọn họ tự tìm cái chết, ta liền để cho bọn họ tiêu diệt ở chỗ này. Diệp Thần chán bây giờ một cổ ác liệt thần sắc, nếu huyết hồn tộc muốn ăn bọn họ sát tông, vậy phải trả giá ra máu. Bọn họ sát tông, cũng không phải là mặc cho người khi dễ. Diệp Thần một câu nói, tất cả mọi người đều xôi trào, cái này hai ngày bọn họ không nắm được chủ ý, nội tâm cũng nín một cổ lửa giận khí. Còn như lo lắng, bọn họ nội tâm căn bản không có, ở sát tông trong mắt người, Diệp Thần chính là thần giống vậy tồn tại. Trần Phong tụ họp sát tông đệ tử, không tới 2 giờ, sát tông đệ tử tụ họp xong, ở diễn võ trường chờ đợi. Diệp Thần từng bước một đi lên, nhìn sát tông các đệ tử tất cả một mặt muốn lên trận giết địch dáng vẻ. Bọn họ có thể có ngày hôm nay, có phong phú tài nguyên và người đàn ông tôn nghiêm, toàn bộ đều là Diệp Thần cho. Tơ nói không khoa trương chút nào, Diệp Thần để cho bọn họ giết ai, bọn họ đều không mang do dự. Chỉ cần Diệp Thần ở đây, sát tông liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Hôm nay, huyết hồn tộc bao vây huyết sát đảo, hoàn toàn đem chúng ta làm dê con đợi làm thịt, chúng ta cần phải làm như thế nào? Diệp Thần thanh âm cũng không lớn, nhưng có thể làm cho mỗi một vị đệ tử nghe được. Giết, giết, giết. Sát tông đệ tử bên trong đôi mắt bốc lên lửa giận, đoạn này thời gian bọn họ hồi nào không nhìn ra, huyết hồn tộc cho rằng ăn chắc bọn họ, căn bản không cuống cuồng. Sát khí như rồng, thẳng xông lên trời cao. Đoan Mộc Nhan ở một bên, nhìn Diệp Thần và phía dưới đệ tử. Mặc dù sát tông trước mắt còn không có gì quy mô, dù là cường giả đứng đầu cũng không nhiều, nhưng kinh khủng này ngưng tụ lực, bất kỳ một người nào tông môn cũng không so được. Chỉ cần Diệp Thần không chết hiểu, sát tông sớm muộn có một ngày, sẽ lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Đoan Mộc Nhan mới tới sát tông, cũng không có quá lớn thuộc về lòng, tự nhiên không hiểu. Những thứ này sát tông đệ tử, phần lớn đều là tán tu, không môn không phái, không có bất kỳ người dành cho bọn họ tài nguyên. Dù là bọn họ thực lực cường đại, có thể đối mặt đại tông môn đệ tử, tổng sẽ thấp người một các loại. Nhà nghèo khó khăn ra cường giả, cái thế giới này tài nguyên, vĩnh viễn cũng nắm ở thế lực lớn trong tay. Bọn họ muốn trở thành cường giả, chỉ có thể mình lấy được tài nguyên, là bởi vì là Diệp Thần che chở, để cho bọn họ có một cái nhà. Cũng là Diệp Thần mang cho bọn họ tài nguyên, mang cho bọn họ tôn nghiêm. Mọi người làm sao không tin phục Diệp Thần, nhất là Diệp Thần kinh khủng thiên tư, bất kỳ Tây vực võ giả cũng rõ ràng. Mọi người tin tưởng, chỉ cần Diệp Thần không chết, cuối cùng sẽ trở thành là mảnh đại lục này chí cường giả. Diệp Thần một đôi trong tròng mắt mang nụ cười, ở linh võ đại lục nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một tia cảm giác thuộc về. Những đệ tử này cầm sát tông làm nhà, Diệp Thần làm sao thử phải không? Được, theo ta đi ra ngoài, giết sạch huyết hồn tộc. Diệp Thần vung tay lên, bên người Kỳ lão bảo vệ,
bây giờ Ngưu lão người bị thương nặng. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, quyết không cho phép thiếu chủ bị giết. Sát tông đệ tử ào ào, rước lấy một ít gia tộc nhỏ run sợ trong lòng. Gần đây huyết hồn tộc bao vây, cũng sớm đã để cho bọn họ sợ hãi, vậy thật may có sát tông, huyết hồn tộc trước mắt mới không có ổ ạt tiến vào. Sát tông động tĩnh bên này, huyết hồn tộc rất nhanh liền dò xét đến, dẫu sao sát tông nhiều người như vậy xuất hiện, muốn không đưa tới chú ý cũng không được. Gió lớn người, sát tông bên kia xuất hiện động tĩnh, thật giống như phá vòng vây. Giờ phút này một nơi trong phòng, một người huyết hồn tộc người làm trở về bẩm báo. Phong Khiếu Thiên, là trấn thủ ở huyết hồn tộc đại bản doanh một người tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả. Ban đầu tạo hóa cảnh tầng 5 thiên huyết hồn tộc cường giả và Ngưu lão tranh phong, vậy bị không nhẹ thương thế, mới phái hắn tới đây trấn thủ. Một đám hèn mọn tộc người con kiến hôi, còn muốn phá vòng vây. Phong Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, ở bọn họ trong mắt, tộc người chẳng qua là đợi làm thịt dê con mà thôi. Tùy ý ngược giết tồn tại, bây giờ tộc người lại dám phản kháng, làm sao không để cho hắn tức giận. Đi, ta đây muốn xem, những con kiến hôi này, có thể lật lên bao lớn đợt sóng. Diệp Thần bọn họ lựa chọn từ phía đông tấn công, bởi vì khoảng cách sát tông gần đây, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng có thể mau sớm lui về. Lần này, Diệp Thần cũng không phải là lựa chọn phá vòng vây, mà là giết hại. Huyết sát đảo là một nơi địa phương không tệ, hơn nữa còn tìm được một nơi quan hệ đến luân hồi huyết mạch truyền thừa chi địa, Diệp Thần làm sao sẽ rút lui. Trừ phi đến sống chết trước mắt, mới sẽ làm như vậy. Huyết hồn tộc cao cấp cường giả còn chưa tỉnh lại, bộ phận này trước nhất tỉnh lại cường giả cho dù biết mình vị trí thì như thế nào. Vây công mình thì như thế nào. Trước mắt dựa vào sát tông thực lực, đủ tự vệ. Sát tông động tĩnh, huyết hồn tộc một mực ở mật thiết chú ý, rất nhanh bao vây La Sát đảo huyết hồn tộc, ngừng tụ ở đông phương. Lần này, là hoàn toàn hủy diệt sát tông cơ hội, Phong Khiếu Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phong Khiếu Thiên không muốn thả qua Diệp Thần, mà Diệp Thần vậy chưa từng nghĩ thả hắn. Đại chiến không dậy, nhưng truyền tới từng trận gió lớn gầm thét, sát tông nơi này đệ tử. Ngưng tụ sát ý, thẳng sông lên trời cao, tràn ngập ở toàn bộ huyết sát đảo. Diệp Thần híp mắt, nhìn phía trên, phát hiện huyết hồn tộc võ giả đứng ở sau lưng, phía trước một người tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả. Những thứ máu này hồn tộc võ giả, từng cái toát ra tàn bạo ánh mắt, không chỉ có như vậy, nhìn sát tông đệ tử ánh mắt, còn có hài hước. Tên yếu là con kiến hôi, cũng sớm đã khắc ở bọn họ trong nội tâm. Ha ha! Ta còn lấy là sát tông mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới dẫn đầu lại là hỗn nguyên cảnh. Phong Khiếu Thiên vừa thấy Diệp Thần cảnh giới là có thể nhìn ra, chỉ bất quá một cái hỗn nguyên cảnh con kiến hôi. Hắn những võ giả này, cái nào không phải hỗn nguyên cảnh. Diệp Thần híp mắt cười không nói, còn như sát tông đệ tử, cũng sớm đã lửa giận ngút trời. Làm nhục bọn họ có thể, nhưng là tuyệt đối không thể làm nhục Diệp Thần. Có thể hay không? Tiếp ta một kiếm. Giờ phút này Diệp Thần đột nhiên xem ra, một cặp mắt màu nhìn chằm chằm Phong Khiếu Thiên. Từ lấy được bất hủ thần thể sau đó, rốt cuộc phát hiện ở mạnh bao nhiêu, Diệp Thần mình cũng không biết. Trước mắt một cái tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả, vừa vặn có thể làm cho hắn thí nghiệm một chút. Phong Khiếu Thiên nhìn Diệp Thần, tựa như xem một người ngu như nhau. Chẳng lẽ bây giờ linh võ đại lục con kiến hôi đều như vậy kiêu ngạo tự đại? Hỗn nguyên cảnh cũng dám đối với tạo hóa cảnh ra tay, không biết sống chết. Huyết hồn tộc bên kia truyền tới cười rộ, tựa như nghe gặp thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất vậy. Hỗn nguyên cảnh đối với tạo hóa cảnh ra tay, rốt cuộc là đầu óc có bao nhiêu vấn đề, mới sẽ nói ra những lời này. Kỳ lão nhìn Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói, thiếu chủ, người muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút. Không phải Kỳ lão xem thường Diệp Thần. Chủ yếu hỗn nguyên cảnh khiêu chiến tạo hóa cảnh, quá mức chuyện nghìn lẻ một đêm. Toàn bộ linh võ đại lục, chưa bao giờ có người dám ở hỗn nguyên cảnh thời điểm, khiêu chiến tạo hóa tiên tôn. Không có sao, dù cho không đánh lại, ta cũng có năng lực tự vệ. Diệp Thần biết trước mắt, đánh bại tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả, dù là thực lực đối phương chỉ có một bộ phận, còn có chút khó khăn, bất quá dựa vào trước mắt trạng thái, có năng lực tự vệ nhất định.
Kỳ lão nghe gặp Diệp thần mà nói, cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể ở một bên nhìn một chút. Một khi Diệp thần gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xông lên đã đi tiếp viện. Đón ngươi một kiếm thì như thế nào? Đừng nói một kiếm, dù là trăm kiếm đều có thể. Hắn một cái tạo hóa cảnh, bị hỗn nguyên cảnh khiêu chiến, nếu như không ứng chiến, hắn còn mặt mũi nào mặt. Phong Khiếu Thiên sải bước đứng ra, trên mình không có bất kỳ phòng bị, thậm chí liền phòng ngự công pháp cũng không có dùng, chỉ như vậy đứng, mặc cho Diệp thần công kích. Diệp thần bước ra một bước tới, cầm ra máu ma kiếm, trên mình không có bất kỳ khí thế bộc lộ ra ngoài. Một kiếm này, không có bất kỳ tên chữ, là bất hủ. Diệp thần miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nâng lên trong tay huyết ma kiếm, một kiếm này không có bất kỳ sặc sỡ, thậm chí để cho người cảm giác, quá yếu, căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp. Một đạo kiếm quang, tựa như yếu đến mức tận cùng vậy, xông lên đi giết. Ha ha, kém như vậy công kích, cũng dám lấy ra. Phong Khiếu Thiên nhìn một cái, hoàn toàn yên tâm, vốn là hắn còn lấy là Diệp thần sẽ đùa bỡn hoa chiêu gì, ai biết. Thật là yếu. Sát tông bên này, Đoan Mộc Nhan toát ra cổ quái thần sắc, ban đầu Diệp thần trở về cảm giác, cho hắn một loại kiềm chế, chẳng lẽ là động tác võ thuật đẹp. Bây giờ Đoan Mộc Nhan vậy không hiểu nổi là tình huống gì. Diệp thần cười không nói, hắn trên mình từng tia bất hủ kiếm ý bộc phát ra. Bất hủ ý chí, bất hủ tinh thần, bất hủ linh hồn, bất hủ chiến ý, bốn người hợp chung một chỗ, đào tạo bất hủ thần thể. Nhưng mà bất hủ kiếm ý, chính là trong tay hắn sắc bén nhất công kích. Ở kiếm quang khoảng cách Phong Khiếu Thiên chỉ còn lại 10 cm thời điểm, hắn cả người sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này cổ kiếm sắc bén mang thật là khủng khiếp, hắn muốn ngăn cản, chỉ bất quá đã không kịp. Kiếm quang đánh giết ở Phong Khiếu Thiên trên thân thể mặt. Sắc sắc, Phong Khiếu Thiên thân thể, truyền tới thanh thúy tiếng vang, cả người khạc ra một hớp mực huyết dịch màu xanh. Bóng người ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Tình cảnh vào giờ khắc này, ngay tức thì an tĩnh lại, ai vậy không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện như vậy một màn kỳ quái. Kỳ lão và Đoan Mộc Nhan bọn họ trợn to hai mắt, thậm chí lấy tay xoa một xoa. Biến hóa bất thình lình, chân thực quá nhanh. Để cho bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Cái này CMN rốt cuộc tình huống gì? Mọi người toàn bộ trợn tròn mắt. Diệp thần thực lực chẳng lẽ đã có thể ngược giết tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả. Diệp thần thực lực trước mắt, dĩ nhiên không thể nào nghiền ép tạo hóa cảnh 3 tầng trời, chỉ bất quá Phong Khiếu Thiên quá mức tự đại thêm bị thương đưa đến mà thành. Nếu như Phong Khiếu Thiên coi trọng nói, một chiêu này đỉnh hơn để cho hắn bị một chút thương ngoài ra. Oanh! Đi qua yên lặng ngắn ngủi, sát tông nơi này đột nhiên điên cuồng giống giận. Thiếu chủ uy vũ! Thiếu chủ uy vũ, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, dường như muốn kêu phá ngôi thiên địa này. Diệp thần mang cho bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thực sự quá lớn. Hỗn nguyên cảnh một chiêu đánh bay tạo hóa cảnh tiên tôn, linh võ đại lục chưa bao giờ có. Diệp thần trận chiến này đều đã đủ tái nhập sử sách bên trong, truyền lưu vạn tái. À, người tên xúc sinh, lão tử muốn hoàn toàn giết ngươi. Phong Khiếu Thiên cả người phóng trở về, một đôi trong tròng mắt sen lẫn căm giận ngút trời. Huyết hồn tộc mọi người nhưng khi nhìn, mặc dù ở trước mặt hắn sẽ không nói cái gì, lén lút ai biết sẽ nói thế nào hắn. Diệp thần hoàn toàn để cho hắn mặt mũi mất hết. Giận dữ Phong Khiếu Thiên, cả người tản mát ra khí thế kinh khủng, kỳ vốn tới muốn xuất thủ, trực tiếp để cho Diệp thần cho ngăn lại. Hắn bây giờ muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Rốt cuộc đạt tới một cái gì bước. Đối mặt giận dữ tới Phong Khiếu Thiên, Diệp thần trên mặt không có bất kỳ thần sắc sợ hãi, giơ lên trong tay huyết ma kiếm, bóng người như tia chớp tốc độ xông tới. Diệp thần tiện tay nâng lên một kiếm, mỗi một lần đều không có bất kỳ sặc sỡ, phách, chém, đâm, tựa như mới vừa dùng kiếm học nghề vậy. Lại đơn giản bất quá chiêu thức, lại để cho Phong Khiếu Thiên nhức đầu, Diệp thần mỗi một chiêu, cũng hàm chứa đại đạo uẩn ý. Phong Khiếu Thiên khó tránh khỏi có chút tay chân luống cuống, ở sát tông đệ tử xem ra. Diệp thần trước mắt trạng thái chính là ở nghiền ép Phong Khiếu Thiên, trong nháy mắt để cho tinh thần của bọn họ, đạt tới một cái cực điểm. Tinh thần loại vật này, không nói được đạo không rõ, nhưng lại chân thực tồn tại.
Kỳ lão vừa thấy sát tông nơi này khí thế, vung tay lên, trực tiếp để cho mọi người xông lên đi giết. Bây giờ không ra tay, còn đợi lúc nào? Giết! Sát tông đệ tử, tựa như một đầu tàn bạo sói đói, điên cuồng xông lên đi giết. Trong nháy mắt máu chảy thành sông, chiến tranh vào giờ khắc này bùng nổ. Sát tông đệ tử, từng cái căn bản không sợ chết hình dáng, hoàn toàn để cho huyết hồn tộc bên này hoảng loạn. Huyết hồn tộc cố nhiên là phong ấn cường giả, cũng có mình thất tình lục dục, vậy sẽ sợ chết, mà không phải là một cái không có cảm tình máy sát hại. Kỳ lão không có ra tay, thời khắc chú ý Diệp Thần. Phong khiếu thiên từ lúc ban đầu hốt hoảng, đã điều chỉnh xong, dẫu sao tạo hóa cảnh, nếu như một chút thủ đoạn cũng không có, cũng không xứng gọi làm tiên tôn. Phong khiếu thiên trong tay cầm một cái kim tử linh côn, mở toang ra đại hợp khí thế, điên cuồng nện. Diệp Thần gặp biến không sợ hãi, hắn và Phong Khiếu Thiên giao chiến, chỉ bất quá nghiệm chứng một chút tự thân thực lực. Đánh bại Phong Khiếu Thiên, Diệp Thần căn bản không có ý nghĩ này. Tuế Nguyệt sát kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thời gian pháp tắc phún ra ngoài, bất hủ kiếm ý, thẳng xông lên trời cao. Phong Khiếu Thiên nhìn ở trong mắt, âm thầm kinh hãi, Diệp Thần kiếm ý hắn căn bản xem không hiểu. Một kiếm tựa như chém hết thế gian phương hoa. Kiếm quang ầm ầm tới, Phong Khiếu Thiên không có bất kỳ do dự, nâng lên cánh tay, dùng trong tay kim tử linh côn, ngay tức thì đón đỡ ở. Ở cách ngăn trở trong nháy mắt, hắn bóng người không ngừng lui về phía sau. Diệp Thần tìm đúng thời cơ, phóng vậy đi tới Phong Khiếu Thiên trước mặt, một cái tát đánh ra. Ở chụp đi ra ngay tức thì, Phong Khiếu Thiên phản ứng tốc độ cực nhanh, dùng cái tay còn lại cánh tay. Một đấm oanh đánh ra. Phịch, bùng nổ một tiếng rên, Diệp Thần vừa thấy cơ hội đã mất đi, và Phong Khiếu Thiên kéo ra khoảng cách. Huyết hồn tộc thân xác rất cứng rắn, một khi cận chiến, Diệp Thần không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ đem mình rơi vào nguy hiểm bước. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, một cái huyết long hư ảnh trực tiếp lao ra thân thể, quanh quẩn ở trong hư không. Thần long diệt thế. Diệp Thần sau lưng huyết long hư ảnh, chớp mắt bây giờ liền hướng về phía Phong Khiếu Thiên đánh giết đi. Giờ khắc này, Phong Khiếu Thiên lại chẳng ngó ngàng gì tới, quơ trong tay kim tử linh côn, điên cuồng xông tới. Diệp Thần cau mày, không thể làm gì khác hơn là không ngừng kéo ra khoảng cách. Ở huyết long hư ảnh muốn cùng Phong Khiếu Thiên tiếp xúc trong nháy mắt, kim tử linh côn quơ múa đi ra ngoài, ngay tức thì nổ. Phong Khiếu Thiên từ phạm vi nổ bên trong lao ra, một đôi ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cho đến bây giờ, lại vẫn không có đem Diệp Thần bắt lại, để cho hắn nét mặt già nua cũng sắp mất hết. Nếu như không phải là mình bị thương và khinh địch, cũng sẽ không chật vật như vậy. Phong Khiếu Thiên tốc độ, đạt tới một cái trình độ cao nhất, Diệp Thần trước mắt tốc độ và tạo hóa cảnh so với, vẫn là nhất định có chênh lệch. Chỉ gặp Phong Khiếu Thiên trong tay kim tử linh côn, bộc phát ra khí tức kinh khủng, nện hướng Diệp Thần đầu lâu. Một gậy này đi xuống, Diệp Thần dù là không chết, cũng phải người bị thương nặng. Diệp Thần trên mặt không có chút do dự nào, nâng lên cánh tay, dùng huyết ma kiếm ngăn cản. Phịch! Một tiếng nặng nề rên, Diệp Thần cả người bóng người, trên không trung tuột xuống, không chỉ có như vậy, tay hắn cánh tay run rẩy không ngừng, nổi gân xanh. Trên trán mặt xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, vậy thật may tu luyện thành bất hủ thần thể, nếu không, một kích này đủ để cho Diệp Thần trọng thương. Tiểu tạp chủng, ngươi cho ta đi chết. Phong Khiếu Thiên phát ra gầm thét, kim tử linh côn không ngừng nâng lên, lại nặng nề đập xuống. Trong nội tâm hắn mặt tức giận có thể tưởng tượng được, chậm chạp không bắt được một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới, sau này người khác nên sẽ đánh giá thế nào hắn. Diệp Thần nâng chân phải lên, một cước trực tiếp đá ra. Oanh! Một cước đi xuống, Phong Khiếu Thiên bóng người hơi lui về phía sau, cái này cũng cho Diệp Thần mang đến một tia thở dốc thời gian. Trước mắt Diệp Thần đã lục lọi ra mình thực lực, dựa vào bất hủ kiếm ý, có thể ngăn cản bị thương và khinh địch tạo hóa cảnh ba tầng trời, nhưng là đừng thủ đoạn, trước mắt căn bản không có hiệu quả. Hắn giờ phút này mới có thể giết nửa bước tiên tôn, nhưng là cường giả tạo hóa cảnh. Vẫn là nhất định có chênh lệch. Thiếu chủ, tiếp theo giao cho ta đi. Kỳ lão xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu,
trước mắt đã dò xét ra thực lực, chính hắn không bắt được Phong Khiếu Thiên, còn không bằng Kỳ lão ra tay. Phong Khiếu Thiên vừa gặp Diệp Thần phải đi, cả người bóng người xông tới. Diệp Thần nhưng mà hắn sỉ nhục, không giết chết nói, đời này cũng không an lòng. Ở Phong Khiếu Thiên động một khắc kia, Kỳ lão luyện chỉ bắt pháp quyết, khí thế phóng thích, trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt Kỳ lão kềm chế Phong Khiếu Thiên, để cho hắn căn bản không có biện pháp. Dẫu sao Kỳ già trạng thái nhưng mà đỉnh cấp. Phong Khiếu Thiên lửa giận ngút trời, thủ pháp càng ngày càng ác liệt, mỗi một chiêu đều là ý định giết người. Diệp Thần cầm chặt huyết ma kiếm, trực tiếp xông vào bên trong chiến trường mặt, vừa đi vào, hắn giống như chó sói nhập dê trong nhóm chat. Mỗi một kiếm vung ra đi đều mang đi trăm vị huyết hồn tộc cường giả, giết hại thanh âm kéo dài không ngừng. Bên này huyết hồn tộc nửa bước tạo hóa cường giả vậy chú ý tới Diệp Thần, nhưng không ai dám đi ra tay. Không có biện pháp, Diệp Thần mới vừa rồi cho bọn họ lưu lại ấn tượng, chân thực quá mức khủng bố. Người ta một kiếm có thể cầm cường giả tạo hóa cảnh đẩy lui, bọn họ đã qua cũng không muốn chịu chết. Tình cảnh lên không ngừng chảy máu, cái này một phiến khu vực nước biển đều bị nhuộm đỏ. Huyết hồn tộc bên này núi áp lực lớn, Linh Lão và Đoan Mộc Nhan hai cái cường giả tạo hóa cảnh, bọn họ căn bản không biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể chờ đợi Phong Khiếu Thiên đại nhân, giải quyết hết Kỳ lão, đến lúc đó nghiền ép bọn họ. Trên chiến trường tình huống, trên căn bản thuộc về một bên đổ, sát tông bên này tinh thần bừng bừng, huyết hồn tộc lần lượt tháo chạy. Trạng thái bây giờ, không bao lâu, huyết hồn tộc bên này cũng sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ. Kỳ lão nói thế nào cũng là yêu thú nhất tộc, dù là Phong Khiếu Thiên xương cốt mạnh mẽ, nhưng thịt của yêu thú thân, cũng không yếu. Hai người bây giờ 5 năm mở, Kỳ lão cũng không nóng nảy, chỉ cần kéo Phong Khiếu Thiên liền có thể. Cùng đến lúc đó Diệp Thần nơi này chiến đấu vừa kết thúc, liên hiệp mọi người trực tiếp có thể tiêu diệt Phong Khiếu Thiên. Kỳ lão không gấp, nhưng mà Phong Khiếu Thiên trong nội tâm sốt ruột phải chết. Lại kéo dài như vậy mà nói, huyết hồn tộc đại quân căn bản không kiên trì nổi 2 giờ. Diệp Thần một người một kiếm, giống như sát thần hạ xuống, bất hủ kiếm ý tràn ngập ở chung quanh, ở hắn bên người, đã không biết có nhiều ít huyết hồn tộc thi thể. Ở Phong Khiếu Thiên tiêu lúc gấp, đột nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở, cả người bên trong đôi mắt, toát ra biểu tình mừng rỡ. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt nhẹ biến đổi, huyết hồn tộc bên này tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả chạy tới. Kỳ lão giờ phút này tâm tình nặng nề, Ngưu lão thương thế còn chưa xong, bên này huyết hồn tộc ngược lại là chữa khỏi. Đối với sát tông mà nói, hoàn toàn chính là một cái hủy diệt đả kích. Tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả, có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Kỳ lão thân ảnh chợt lui, đi tới Diệp Thần trước mặt. Hèn mọn con kiến hôi, tự tìm cái chết. Hư không bên trong, một cái ông già mặc áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện, khô thân thể thon gầy toát ra vô tận lửa giận. Thác Bạt Giã đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Phong Khiếu Thiên nội tâm kích động, tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả tới đây, có thể ung dung giải quyết. Phế vật. Thác Bạt Giã đưa tay ra, một cái tát lên ở Phong Khiếu Thiên trên gương mặt mặt. Một tát này đi xuống, để cho Phong Khiếu Thiên xương cũng sắp giã rời, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Nơi này chiến tranh, Thác Bạt Giã một mực đang dùng thần niệm xem xét, không phải hắn muốn nhìn huyết hồn tộc chết thảm. Khi đó, hắn thương thế chữa trị ở thời khắc mấu chốt, nếu không đã sớm ra tay. Thấy Phong Khiếu Thiên bị một cái hỗn nguyên cảnh con kiến hôi bị đả thương, hận không được một cái tát đập chết hắn. Cũng chính là Phong Khiếu Thiên có chút thực lực, nếu không Thác Bạt Giã khởi sẽ giữ lại. Thác Bạt Giã một cặp mắt mâu nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ muốn cầm hắn nhìn thấu. Coi như là Phong Khiếu Thiên thực lực giàu gì, vậy tóm lại là tạo hóa cảnh. Một cái hỗn nguyên cảnh có thể đối kháng tạo hóa cảnh, làm sao không để cho hắn cảm giác khiếp sợ. Phía trên chiến trường, từ Thác Bạt Giã xuất hiện một khắc kia, trên căn bản đều ngưng chém giết. Trước mắt bọn họ chiến đấu đã lộ vẻ được không trọng yếu, có thể không có thể sống được, chỉ có xem thiếu chủ có thể hay không chống cự tạo hóa cảnh tầng 5 trời, nếu không giết nhiều hơn nữa huyết hồn tộc cũng không dùng. Thiếu chủ, chờ một chút ngươi chạy trước, ta tới cản ở phía sau. Giờ phút này Kỳ lão mở miệng, hắn đã làm xong chết chuẩn bị. Ngưu lão bây giờ không có xuất hiện,
chỉ có thể nói minh một cái vấn đề, thương thế còn không có chữa. Tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả, bọn họ bên này căn bản không có đối kháng thực lực. Đối mặt Kỳ lão mà nói, Diệp Thần yên lặng không nói, hắn căn bản không có nghĩ tới phải chạy. Trước mắt sát tông mới vừa tạo dựng lên, hắn làm sao có thể bỏ qua những người này. Thác Bạt Giã quỷ mị giống vậy bóng người, đột nhiên đi tới Kỳ lão trước mặt, hắn một chỉ điểm ra. Oanh! Chỉ một cái đi xuống, Kỳ lão một búng máu phun ra, cả người sắc mặt đổi được tái nhợt. Nhất kích để cho Kỳ lão người bị thương nặng. Diệp Thần sắc mặt dần dần đổi được ngưng trọng, cầm chặt trong tay huyết ma kiếm, như tia chớp tốc độ bỗng nhiên xông tới. Tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, nếu quyết định muốn đánh, bây giờ duy nhất biện pháp chính là đánh bại Thác Bạt Giã. Huyết ma kiếm ở Diệp Thần trong tay ông tác hưởng, không lâu lắm một cổ kinh khủng hơi thở, bộc phát ra. Một đạo cực hạn kiếm quang, tựa như sáng lạng lửa khói. Kiếm quang ở hư không bên trong lưu chuyển, Thác Bạt Giã cười lạnh một tiếng, đối mặt Diệp Thần một kiếm này trực tiếp lấy tay đi đón. Đâm! Thác Bạt Giã ngón tay bắt kiếm quang, dùng sức nắm chặt. Kiếm quang hủy diệt ở Thác Bạt Giã trong tay. Tạo hóa cảnh, há là ngươi loại này con kiến hôi có thể tranh phong. Thác Bạt Giã tiếng nói vừa dứt, sau đó cả người bóng người đi tới Diệp Thần trước mặt. Một cổ cảm giác nguy cơ bộc phát ra. Diệp Thần không dám lại tiếp tục đợi tiếp, bóng người điên cuồng lui về phía sau, ở hắn lui về phía sau ngay tức thì, từng đạo kiếm quang chém tới. Sát tông mọi người, nhìn phía trên Diệp Thần, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Linh Lão và Đoan Mộc Nhan, lúc này hai cái xông tới, muốn giúp Diệp Thần giúp một tay. Nếu như có thể, Đoan Mộc Nhan căn bản không muốn ra tay, chỉ bất quá Diệp Thần chết, hắn vậy không sống được, chỉ có thể cắn răng theo sau. Đoan Mộc Nhan và Linh Lão hai người, đánh từ hai mặt, từng đạo thần thông đánh ra. Diệp Thần nơi này áp lực, bỗng nhiên bây giờ giảm bớt không thiếu. Thác Bạt Giã thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn không thấy Linh Lão và Đoan Mộc Nhan. Bất hủ kiếm ý, bất hủ ý chí, bất hủ linh hồn, bất hủ tinh thần, bất hủ chiến ý, năm loại bất hủ ý chí, ở Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Một cổ khí tức bất hủ. Quấn quanh ở hắn trên thân thể mặt, Thác Bạt Giã cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, cả người nhướng mày một cái. Bây giờ Diệp Thần hơi thở, lại để cho hắn đều cảm giác được kiềm chế. Cái thằng nhóc này quá tà môn. Thác Bạt Giã quyết định, bất kể như thế nào trước đánh chết Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần vừa chết, sát tông đệ tử không có lãnh tụ, liền là một đám người ô hợp. Ta có một kiếm, cũng không mục nát thế gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.